giám đốc bảo tàng mỹ thuật bị sát hại một cách dã man. Vì thường ngày hai vợ chồng như chó với mèo, nên viện kiểm sát liền liệt Min Gu vào danh sách nghi phạm đáng ngờ nhất. Tuy nhiên đã 4 tháng trôi qua mà các công tố viên vẫn chưa xác định được danh tính của kẻ sát nhân. Thế là nó lập tức trở thành mục tiêu chỉ trích của dư luận. Mọi người đều đoán, nghi phạm là con trai của nghị viên quốc hội đang được chăm sóc đặc biệt, do đó phía công tố đành lên tiếng triệu tập Min Gu ra hầu tòa thêm lần nữa. Và để lấy lại uy tín, công tố trưởng quyết định bổ nhiệm thêm một công tố viên giàu kinh nghiệm tên là Go Ju. Cùng lúc đó, Jin Seong là một cảnh sát nhiệt tình và có một người em trai lúc nào cũng tận tình chăm sóc mình. Hôm đó khi đi bắt giữ các ổ cờ bạc trái phép, anh vô tình tóm trúng mẹ mình. Sau khi biết được người phụ nữ là mẹ của cảnh sát, hai con bạc lập tức bắt bà làm con tin nhằm tìm cách chuồn. Tuy nhiên đen là lại bị Jin Seong chế ngự chỉ trong một nốt nhạc, nhưng vì da đòn quá nặng nên một tên trong số đó bị gãy mũi và cần phải làm phẫu thuật. Khi quay về đồn cảnh sát, mẹ Jin Seong liền trách anh làm hỏng chuyện tốt của mình. Vì vừa rồi bà thắng đậm những 3 tháng lương làm cảnh sát của anh, tuy nhiên Jin Seong thật không hiểu nổi. Rõ ràng mẹ mình không hề thiếu tiền, vậy tại sao lại đi đánh bạc chứ? Chính vào lúc này đội trưởng cầm báo cáo đi tới, chỉ tính viện phí cho con bạc bị đánh lúc nãy đã là 10 triệu won, cộng thêm việc anh vừa đánh người thuộc vào tội hành hung người khác. Cứ như vậy anh cảnh sát bắt được bọn đánh bạc đã bị nhốt vào phòng tạm giam, còn ở bên này công tố viên Hee Ju đã điều tra được vợ của Min Gu có nuôi trai trẻ ở ngoài. Và anh ta cũng đã từng đánh người này, do đó cô vô cùng nghi ngờ anh ta đã giết vợ vì điều này. Tuy nhiên Min Gu lại không thèm để ý chút nào đến suy đoán này, đã vậy lại còn đùa giỡn rằng Hee Ju thật ngon và gợi cảm. Cô nghe xong thì tức điên lên. Go Ju thấy vậy thì lập tức xông vào phòng thẩm vấn, đề nghị để cô phụ trách. Go Ju đã điều tra ra vào 9 giờ tối đến 1 giờ sáng hôm xảy ra vụ án, Min Gu đều ở trong một hộp đêm. Nhưng không có bằng chứng nào cho thấy anh ta đã ở đó suốt 4 tiếng đồng hồ. Tình cờ là hộp đêm này có một cánh cửa bí mật ở đằng sau mà chỉ khách VIP mới có thể ra được. Và đương nhiên ở đó cũng không có camera giám sát, cô đoán được sẽ như vậy, nên còn đặc biệt chú ý đến Lee Eun-jun, người đã cung cấp chứng cứ ngoại phạm cho Min Gu. Cô gái này từ sau khi đứng ra làm chứng thì đã ra nước ngoài. Giống như đã chạy trốn vậy, Go Ju đã tìm hiểu được sáng sớm hôm nay Lee Eun-jun đã về nước và đã mời cô đến văn phòng công tố. Cùng lúc đó Lee Eun-jun cũng đang được thẩm vấn ở bên một căn phòng khác. Cô ta không những nhắc đi nhắc lại rằng Min Gu ở trong phòng riêng, mà còn cà khịa công tố viên đang thụ lý vụ án là người cổ hủ, cả đời này cũng không đặt chân đến cái hộp đêm được. Ngoài ra người này còn cung cấp một đoạn video và nói rằng người quay chính là Min Gu, thời gian quay là vào 23 giờ 17 phút. Công tố viên lập tức đem chuyện này nói cho Go Ju biết, còn Min Gu vừa nhìn đã biết phía công tố không tìm ra được chứng cứ, nên anh ta liền nói với Go Ju, những lời sáo rỗng chỉ có tác dụng với người khác, chứ không có ích gì với tôi đâu. Hơn nữa anh ta còn hy vọng phía cảnh sát có thể bắt được hung thủ thực sự, Go Ju nhắc nhở anh ta. Đoạn video đó không có mặt anh, nên làm sao chứng minh được là do anh quay đây. Nghe xong Min Gu liền nói một câu rồi rời khỏi đó, còn Hee Ju thì nói rằng dù thế nào cô cũng sẽ rút khỏi vụ án này và không tham gia vào nữa. Chính lúc Go Ju bước ra khỏi phòng thẩm vấn thì cô lại gặp một người đàn ông, mà người này lại chính là tiền bối của cô, công tố viên Cha Yang-un. Vì Hee Ju vẫn luôn bị kẻ tình nghi dắt mũi, nên anh mới lo lắng không thể phá được vụ án này. Nhưng Go Ju lại không muốn anh can thiệp vào vụ án của mình. Lúc này Yang-un cũng tiết lộ rằng, trước khi giết người hung thủ đã tiêm thuốc mê cho nạn nhân, sau đó treo thi thể lên lan can như đang phơi quần áo. Thực ra Go Ju đã điều tra ra được loại thuốc gây mê thường được sử dụng trong các bệnh viện nha khoa để điều trị giấc ngủ. Cô vốn định điều tra báo cáo quản lý thuốc ở bệnh viện nha khoa của Min Gu, nhưng cấp trên lại mãi vẫn không ký lệnh khám xét. Do đó Go Ju nghi ngờ chuyện này có liên quan đến ông bố nghị viên của anh ta. Yang Un cho rằng không thể cố chấp đòi lệnh khám xét được và khuyên cô đi theo hướng khác. Nhưng Go Ju lại từ chối đề nghị của Yang Un. Cùng lúc đó bên phía cảnh sát đã điều tra ra, mẹ của Jin Seong chỉ là mới đầu tham gia đánh bạc nên sau đó không lâu đã được thả ra. Cho đến hôm sau đội trưởng thông báo cho Jin Seong, người đàn ông bị đánh đã hủy kiện anh. Nói cách khác chính là đã có người nộp phí hòa giải, mà tiền hòa giải lên đến 10 triệu won, Jin Seong càng nghĩ càng tức, nên anh lập tức xông vào phòng bệnh của hắn. Sau khi thương lượng trên phương diện giảm hòa, anh đã thành công lấy lại được số tiền đó. Sau đó anh tức giận mà lao về nhà, rồi ấn em trai mình vào tường, chất vấn anh tại sao lại đồng ý hòa giải. Tại sao lại không giống như người khác, nài nỉ mẹ và anh trai yêu cầu cho mình đi học đại học, mua xe hay đi du học, hoặc là đốt cháy ngôi nhà chết tiệt này đi. Thì ra bà mẹ thiên vị con lớn Jin Seong, mà luôn sai bảo con trai nhỏ, đã vậy còn nói những lời như không cho anh học đại học. Do đó dù có xuất sắc đến đâu thì Jin U cũng cố tình nhận chứng ngỗng khi thi tốt nghiệp. Sau khi phát tiết xong, Jin Seong liền quay người bỏ đi. Lúc này Jin U nói với mẹ, anh sẽ đến Seoul để xem triển lãm ảnh, ngày mai sẽ quay về sớm thôi. Chớp mắt, sau khi tham gia triển lãm nhiếp ảnh xong, Jin U đến một quán cà phê. Anh từ từ đi lên trên tầng, mãi sau đó mới rời khỏi quán. Sáng sớm hôm sau, nhân viên trong tiệm vừa lên tầng 2 thì đã phát hiện ra một thi thể. Sau khi Yang Un biết được tin này thì lập tức đến hiện trường vụ án. Sau khi điều tra tình hình của nạn nhân, anh đoán chắc rằng thủ đoạn gây án của hung thủ giống hệt với vụ án mà Go Ju phụ trách. Hung thủ cũng treo thi thể lên lan can như treo quần áo vậy, thật là quá trùng hợp. Yang Un đem hai vụ án này báo cáo lại với công tố viên phó.
và dựa trên những manh mối hiện có, anh đoán rằng đây là vụ án giết người hàng loạt, do đó anh hy vọng có thể kết hợp cả hai vụ án này lại để điều tra, và hứa sẽ không đem lại rắc rối cho ông. Ngoài ra anh cũng yêu cầu thành lập đội điều tra và cuối cùng đã nhận được sự ủng hộ của công tố viên phó. Tuy nhiên không ngờ được là Goju sau khi nghe được chuyện đó thì lập tức tìm đến anh, vì cô cảm thấy vụ án mà mình vừa mới đảm nhận đã bị người khác cướp đi giữa chừng. Tuy nhiên Yang-un lại nói với cô, từ thủ đoạn gây ám, đến loại thuốc được sử dụng và cách xử lý thi thể, trong vòng 4 tháng đã xảy ra hai vụ ám mạng giống hệt nhau. Từ đó cho thấy ngoại trừ Hàn Quốc đầy rẫy bọn tội phạm có tâm lý biến thái ra, thì chỉ có thể là vụ án giết người liên hoàn. Vì vậy sẽ không thỏa đáng nếu cứ khăng khăng cho rằng Min-gu là hung thủ. Mặc dù Goju đồng ý với suy nghĩ của anh, nhưng cô vẫn lựa chọn rút lui và trở về nhà mẹ dưới quê. Ở đây cần nói qua một chút là Goju và hai anh em Jin Seong đã cùng lớn lên bên nhau. Tiếp đó đội điều tra đã mời người xét nghiệm máu tham gia vào vụ án. Anh phân tích rằng ngoại trừ giới tính ra thì các nạn nhân không có đặc điểm chung nào. Từ địa điểm gây ám có thể thấy, đây đều là nơi mà ai cũng có thể ra vào. Vậy nên anh đoán chắc rằng hung thủ chính là người vô cùng gan. Tuy nhiên trong 10 năm gần đây, lại không có vụ ám giết người nào có đặc điểm tương tự. Từ miệng vết thương, người xét nghiệm máu suy đoán hung thủ là một người có kỹ thuật vô cùng điêu luyện. Sau khi nghe xong ý kiến của người xét nghiệm máu, cảnh sát Dung liền báo cáo rằng không phát hiện người đáng nghi nào trong camera giám sát và cũng không có nhân chứng. Đồng thời đội điều tra còn kiểm tra được trên người nạn nhân thứ hai lượng muối và ít bột làm đồ ăn còn dính trên dao. Sau khi biết được hung khí được làm bằng thép Nhật Bản, mà dao Nhật thường là dao sashimi, do đó Yang-un liền đề nghị ngoài các loại dao thường ra, cũng nên tìm hiểu các loại dao dùng để chế biến hải sản và sashimi. Cảnh sát Dung Tê nghi ngờ hung thủ có lẽ là một cao thủ chế biến đồ ăn hoặc là một đầu bếp đỉnh của chóp, vì những gia đình bình thường rất ít dùng những loại dao này. Ngay sau đó, đoạn video nấu ăn của Lee Eun-jun đã được tìm thấy. Mà trong video đó, cô đã bày ra trước ống kính một bộ dao và Min-gu cũng ở trong đó. Thế là Yang-un quyết định mua một bộ dao giống hệt làm thí nghiệm mô phỏng hung khí. Rất nhanh, Cục Tìm kiếm Quốc gia đã lập báo cáo thẩm định. Kết quả cho thấy bất luận là về độ sâu của vết thương hay hình dạng của bề mặt vết cắt, ngay cả các bộ phận của con dao cũng hoàn toàn trùng khớp. Từ đó có thể kết luận rằng bộ dao đó với hung khí là cùng một loại. Do đó Yang-un liền hạ lệnh khám xét nhà của Lee Eun-jun để bảo đảm chắc chắn hung khí trước. Dung Tê cho rằng nên nói tin tốt này cho Goju biết, nhưng Yang-un lại nói mình sẽ trực tiếp đi nói với cô. Thì ra Yang-un và Goju đã từng thích nhau khi học đại học, nhưng vì chênh lệch địa vị, Goju không muốn bị người khác nói là bản thân trèo cao, nên hai người cuối cùng đã không thể thành đôi. Quay lại với hiện tại, Yang-un về quê nhưng không thể nào liên lạc được với Goju. Thế là anh liền đi ngắm cảnh biển, vừa hay lại gặp được Jin-u đang bắt cá. Lúc này Yang-un không cẩn thận bị trẹo chân, do đó hai người liền trở về quán để xử lý vết thương. Yang-un vô tình nhìn thấy bộ dao trong bếp, có điều anh không hề để ý mà không ngừng lẩm bẩm tại sao Goju không nghe máy, và thế nên Jin-u mới biết anh quen Goju. Một lúc sau Goju và Jin Seong quay về, sau đó cô còn chính thức giới thiệu Yang-u với hai anh em Jin Seong trên danh nghĩa sinh viên tốt nghiệp đầu bảng của trường luật Seoul, đã từng thông qua bài thi tư pháp, đồng thời còn là sinh viên xuất sắc nhất tại học viện đào tạo tư pháp với tỷ lệ thắng kiện lên tới 100%. Ngoài ra anh còn được biết đến là quý tộc trong tất cả các công tố viên của Tổng cục Kiểm sát và là con một trong tập đoàn Jin Jin, người đứng đầu đóng góp cho xã hội trong 10 năm liên tiếp. Sau màn giới thiệu, Yang-un trực tiếp nói với Goju rằng mình cần cô giúp đỡ để chỉ ra Min-gu chính là hung thủ. Do đó anh hy vọng cô có thể cùng mình quay về điều tra vụ án. Goju nghe xong không thèm nghĩ gì mà liền đồng ý. Tuy nhiên phòng thẩm vấn bên này lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Lee Eun-jun khăng khăng nói rằng con dao còn lại trong bộ dao đã bị mất và Jung Tae cũng đã điều tra ra chuyện này trong hồ sơ báo án. Điều này có nghĩa là không thể bắt Min-gu về quy án được. Cùng lúc đó Jin-u ngồi trên mái nhà ở quán và nhớ lại những lời mà Goju giới thiệu về Yang-un. Trong ánh mắt lại ngập tràn sự thù hận. Tối đó khi Jin Seong đang dùng bữa thì dì Lee lại không thể nào gọi được con gái mình. Chính vào lúc này anh nhận được một cuộc gọi thông báo có người chết. Thế là anh lập tức chạy đến hiện trường vụ án. Theo tình trạng của người chết thì rõ ràng đây lại là thủ đoạn của tên sát thủ giết người liên hoàn, mà nạn nhân của lần này lại chính là con gái của dì Lee trong thôn. Sau khi biết được tin này, Yang-un và Goju lập tức quay về hiện trường vụ án. Do tính chất đặc biệt của vụ án nên nó đã được chuyển lên Seoul để điều tra và điều này đã được Cục trưởng Cục Cảnh sát phê chuẩn. Tuy nhiên Jin Seong lại không đồng ý, vì vậy anh đề nghị tham gia vào đội điều tra. Yang-un cảm thấy có một cảnh sát hình sự hiểu rõ địa điểm xảy ra vụ án cũng không phải chuyện xấu gì và Goju cũng đồng ý với cách nghĩ của anh. Do đó hôm sau Jin Seong liền nói rõ tình hình rồi tạm biệt với mọi người. Mẹ anh bảo anh chú ý an toàn, còn em trai Jin-u thì lại có vẻ hơi lo lắng. Đối với vụ án học sinh cấp 3 này, Jin Seong cho rằng thủ phạm gây án là người bên ngoài làng, vì 30 năm qua dưới quê chỉ xảy ra 8 vụ án lớn và đều chỉ là một vài vụ án như bạo lực, đánh nhau, chứ chưa từng xảy ra vụ án mạng nào trong vòng 50 năm qua. Goju cũng đồng tình với anh, vì dù gì đó cũng là cố hương của cô. Nghe xong Yang-un liền đề xuất điều tra xem Min-gu có mối liên hệ gì với ngôi làng không. Nhưng anh vẫn chưa nói dứt lời thì Jin Seong đã lấy ra một bộ tài liệu, thì ra gần hiện trường vụ án có một biệt thự cao cấp.
mà chủ nhân của căn biệt thự đó lại chính là bố của Min-gu. Do đó, Yang-un bảo Jung-tae điều tra chứng cứ ngoại phạm của Min-gu và điều tra xung quanh nạn nhân, còn Mi-ja thì để ý đến kết quả xét nghiệm vụ án của Cục Tìm kiếm Quốc gia. Chuyển cảnh Jin Seong đến bệnh viện nha khoa của Min-gu và vừa hay đã gặp một người trợ lý ở đây. Sau khi biết được thân phận của anh, người này tỏ ra có chút căng thẳng. Jin Seong chất vấn anh ta vào ngày xảy ra vụ ám đã làm gì. Y tá nói hôm đó là ngày nghỉ của bệnh viện nên anh ta đã ở nhà chơi game cả ngày. Lúc này thôn trưởng gửi tin nhắn đến nói rằng hôm xảy ra vụ án, nhân viên giao hàng đã va phải một chiếc xe và đã chụp lại nó. Xem xong, Jin Seong đi vào trong bệnh viện và nhìn thấy Min-gu đang sửa răng cho bệnh nhân. Tuy nhiên khi nhìn thấy máu bắn ra, anh ta lại rất hưng phấn. Ngoài ra, những tác phẩm nghệ thuật mà anh ta yêu thích cũng vô cùng bạo lực. Jin Seong hỏi anh ta vào 9 giờ đến 11 giờ tối hôm xảy ra vụ án, anh đã làm gì? Vừa hay lúc này có một người phụ nữ đi vào và nói rằng tối đó mình đã ở trong khách sạn Seoul với Min-gu. Thế là Jin Seong liền cố tình nhắc đến Lee Eun-jun, rồi nhân lúc hai người cãi nhau mà lấy điện thoại ra lén quay lại. Hành vi một chân đạp mấy thuyền này của anh ta khiến người phụ nữ tức điên lên và thành thật nói rằng vào ngày xảy ra vụ án, mình không ở cùng với anh ta. Do đó, cuối cùng việc này bị cho là hung thủ đang trốn tránh việc tra hỏi, có ý đồ bỏ trốn hoặc tiêu hủy chứng cứ. Do đó có thể xem đây là hành vi bắt giữ hoàn toàn hợp pháp. Nói xong, anh liền bắt tên Min-gu về đồn. Rất nhanh, Go-ju và Yang-un đã biết được tin này thì đều nói rằng anh làm vậy có chút quá tay. Ngộ nhỡ luật sư của anh ta kiện về việc bắt giữ trái pháp luật thì cuộc điều tra cũng sẽ bị đình chỉ. Thực ra Jin Seong đã nắm trong tay manh mối quan trọng. Chiếc xe mà nhân viên giao hàng đâm phải vào tối hôm xảy ra vụ án lại chính là xe của Min-gu. Nghe xong, Go-ju lập tức cầm bức ảnh đi vào thẩm vấn anh ta. Tuy nhiên tên này lại nói rằng mình cho người khác mượn xe. Bản thân lúc đó thì đang ở Seoul, còn về việc cho ai mượn thì anh ta lại không thể nhớ ra nổi nữa. Hơn nữa hôm đó Min-gu cũng đang livestream và sự thật đã chứng minh anh ta không hề nói dối, quả thực là có một buổi live trực tiếp. Cùng lúc đó, luật sư của anh ta đã đưa cho họ chứng cứ ngoại phạm và nói rằng thân chủ phải chịu quá nhiều áp lực trong việc hợp tác điều tra, có thể dẫn đến mất trí nhớ ngắn hạn nên không biết đã cho ai mượn xe. Jin Seong luôn cảm thấy Min-gu có gì đó sai sai. Cộng thêm việc vào hôm xảy ra vụ án, xe của anh ta lại ở gần hiện trường nên nói thế nào cũng không thể tin đây là chuyện trùng hợp được. Còn ở bên này, khi Jung-tae đi hỏi thăm bạn học của nạn nhân thì vừa hay lại bị Jin-woo nhìn thấy. Thế là anh lập tức về nhà lấy ra một chiếc hộp và mang nó đi đốt, mà cảnh này vừa hay lại bị Jung-tae phát hiện ra. Thế là anh liền báo cáo lại với Yang-un, thì ra Jin-woo và nạn nhân có quan hệ vô cùng tốt. Trước một tiếng xảy ra vụ án, hai người đã hẹn gặp mặt ở hiện trường gây án và 10 phút sau Jin-woo có gọi điện cho nạn nhân. Sau đó Jung-tae tìm đến quán của Jin-woo mà lúc này anh đang cắt sashimi và con dao anh sử dụng gần như vô cùng trùng khớp với hung khí. Cứ như vậy, Jin-woo đã trở thành nghi phạm lớn nhất. Khi chứng cứ chống lại Min-gu xuất hiện ở chỗ Jin-woo, Jin Seong liền tức giận xông tới túm lấy cổ áo Yang-un. Anh không hiểu tại sao mọi người lại coi em mình là hung thủ. Yang-un liền thẳng thắn nói rằng Jin-woo đã đến bảo tàng nghệ thuật nơi xảy ra vụ án mạng đầu tiên và anh ấy đã chính miệng thừa nhận điều đó. Hơn nữa cũng không hề có chứng cứ ngoại phạm vào hôm xảy ra vụ án thứ hai. Jin-woo cũng đến quán cà phê nơi ám mạng xảy ra. Đến vụ án thứ ba, nó đã xảy ra tại ngôi làng Jin-woo sống. Cộng thêm danh sách những người đã mua hàng từ kẻ buôn ma túy mà họ bắt được gần đây, trên đó cũng có cái tên Oh Jin-woo. Mặc dù thông tin người mua vẫn chưa được xác nhận, nhưng Yang-un không tin lại có quá nhiều thứ trùng hợp đến vậy. Và quan trọng hơn là con dao dùng làm hung khí giết người trong tay Jin-woo lại giống hệt con dao đã bị đánh cắp. Tuy nhiên Jin Seong lại làm ầm lên mà nói rằng lẽ nào cứ có con dao y hệt vậy thì đều là nghi phạm sao? Go-ju cũng khẳng định rằng Jin-woo không thể là hung thủ được. Jin Seong cũng bổ thêm, điều tra vụ án không thể dựa vào cảm tính được mà phải dựa vào cái đầu. Anh cũng khẳng định mình là người hiểu em trai nhất. Yang-un phản đối việc để tình cảm xen lẫn vào việc phá án. Thế là đội hiện giờ đã chia thành hai phe. Anh nghi ngờ nói Yang-un lợi dụng em mình làm kẻ lãnh tội thay để nhanh chóng kết thúc vụ án. Jin Seong càng nói càng kích động, chỉ trích Yang-un vu oan cho người khác để một bước lên mây, không dám bắt Min-gu vì sợ bố anh ta là nghị viên quốc hội và còn bảo anh đang thông đồng với họ. Yang-un nghe xong thì tức giận nói anh nên làm một thám tử chính nghĩa chứ đừng làm loạn lên như vậy. Đồng thời hãy lấy lại tinh thần mà đi tìm chứng cứ chứng minh em trai vô tội đi. Cuối cùng hai người liền lao vào cắn xé nhau, máy đo nhịp tim của Yang-un lập tức báo động. Nhìn anh trông có vẻ sắp không thở nổi nữa, rõ ràng là anh đang mắc bệnh gì đó. Sau khi anh rời khỏi phòng làm việc, Go-ju cũng đi theo ra ngoài. Suy nghĩ của cô cũng giống Jin Seong. Cô nói rằng là người nhìn Jin-woo lớn lên, cô biết anh là người vô cùng tốt bụng, không thể nào là tội phạm giết người hàng loạt được. Yang-un nói với cô, sự thật sẽ nói rõ tất cả. Sáng sớm hôm sau, Jin Seong mang con dao của em trai đến Cục Tìm kiếm Quốc gia, nhờ kiểm định lại mô phỏng hung khí một lần nữa. Cùng lúc đó, cuộc thẩm vấn của Jin-woo cũng đã bắt đầu. Camera giám sát tại hiện trường vụ án thứ nhất và thứ hai đều không hoạt động, nói cách khác là Jin-woo không hề có chứng cứ ngoại phạm. Còn về con dao, anh nói rằng mình đã mua nó từ một người có tên là Lễ Mọn Chi ở trên mạng. Và chính người này cũng đã hẹn anh đến phòng triển lãm và quán cà phê, nhưng lại không xuất hiện. Sau khi điều tra dữ liệu mua hàng qua mạng,
Tất cả đã chứng minh những gì Jin-U nói đều là thật. Có điều thông tin vào ngày chuyển khoản thì phải đợi ngày mai ngân hàng làm việc thì mới biết. Lúc này mẹ của Jin Seong và bạn trai của bà đã đến làm chứng. Người bạn trai họ Chu này là một bác sĩ. Ông nhớ rằng vào đêm nữ sinh cấp 3 bị sát hại, ông đã cùng hai mẹ con Jin-U đánh bài từ 7 giờ cho đến tận 1 giờ sáng. Hơn nữa, vị trí chỗ ngồi mà ông vẽ lại cũng giống y hệt của Jin-U. Bác sĩ Chu còn tiết lộ, trong lúc chơi bài Jin-U có ra ngoài một lần, thì ra tối đó mẹ anh cảm thấy đói, nên Jin-U đã nhân lúc nấu mì cho họ mà lén đi gặp cô gái đó. Nhưng trên đường anh lại nhận được điện thoại của mẹ nên đã gọi cho cô để hủy cuộc hẹn. Có điều đối phương lại không nhận và anh cũng cứ thế quay về. Về chuyện này, cả ba người đều đưa ra lời khai y hệt nhau. Sau khi thẩm vấn xong, Go-ju bảo Yang-un thả Jin-U ra. Vì chỉ có vẻn vẹn 20 phút, căn bản là không đủ thời gian giết người và sắp xếp cẩn thận như vậy. Yang-un cho rằng trí nhớ của con người sẽ bị sai lệch, nên rất có thể thời gian mà Jin-U rời khỏi sẽ dài hơn dự tính. Lúc này Go-ju có chút mà vỗ ngực và cam đoan rằng không nhất thiết phải bắt giữ em mình về điều tra. Nhưng không ngờ được là Yang-un lại nói rằng là một công tố viên công tư phân minh mà lại có ý đem tình cảm ra thuyết phục bản thân. Không lâu sau, Jin Seong đem theo tờ báo cáo của Cục Tìm kiếm Quốc gia quay về văn phòng. Kết quả báo cáo chỉ ra rằng vết thương trên người nạn nhân hoàn toàn không khớp với con dao của Jin-U vì anh ấy có cách mài dao riêng. Nên cuối cùng Jin-U đã được thả ra. Jin Seong và em trai tạm thời ở lại nhà của Go-ju và dự định ngày mai sẽ đưa anh về. Tuy nhiên ở bên này Jung Tae đã có phát hiện mới, thế là Yang-un lập tức tìm đến Go-ju và Jin Seong. Thì ra dữ liệu điện thoại đã bị tiêu hủy của Jin-U đã được khôi phục lại, trong đó anh đã chụp rất nhiều cổ chân của con gái. Mà vừa hai cảnh này đã bị Jin-U ở trên tầng nhìn thấy hết, đồng thời hôm đó, thứ mà anh đốt cũng chính là những bức ảnh này. Thì ra khi còn nhỏ, mẹ Jin-U đã nắm tay anh mà nói rằng mình đi mua kem mà anh thích ăn nhất và dặn anh hãy ở đây đừng chạy linh tinh, nhưng đã qua rất lâu mà mẹ vẫn không xuất hiện. Lúc này Jin-U có chút sợ hãi, anh đứng dậy và đi tìm dấu vết của mẹ. Sau đó đột nhiên anh trượt chân ngã rầm xuống đất và những thứ anh nhìn thấy chỉ là cổ chân của đủ loại người qua đường. Mặc dù cuối cùng mẹ vẫn đưa cậu bé về nhà, nhưng chuyện này đã để lại cho Jin-U một cái bóng tâm lý không thể xóa nhòa. Và đó chính là lý do khiến anh lén lút chụp những bức ảnh đó, đồng thời cũng không thể dùng chúng làm bằng chứng phạm tội giết người được. Mi-ja nghe xong liền đoán rằng vì Jin-U bị mẹ bỏ rơi nên đã trở nên căm hận phụ nữ và cuối cùng đã đi đến bước giết người. Tuy nhiên Go-ju lại nói rằng cho dù có ám ảnh tâm lý thì cũng không thể trực tiếp chứng minh anh là hung thủ được. Chính vào lúc này, Jin Seong đi vào văn phòng và nói rằng mới có một manh mối quan trọng. Thì ra trong lúc gặp Lee Eun-jun, người này thẳng thắn nói rằng vào hôm xảy ra vụ án, hai người không ở cùng nhau, mà hôm đó Lee Eun-jun đã đi chơi với một diễn viên mới từ 10 giờ đến 12 rưỡi ở hộp đêm. Nói cách khác chính là, người quay đoạn video làm bằng chứng đó chính là nam diễn viên kia. Sau đó Jin Seong xác nhận lại camera giám sát ở hộp đêm và quả thực là có sự xuất hiện của nam diễn viên kia. Điều này kết luận rằng khi vụ án xảy ra, Min-gu đã không có mặt trong hộp đêm. Thế là Yang-un lập tức bảo Mi-ja yêu cầu lệnh bắt giữ, lập tức đi bắt Min-gu. Sáng hôm sau Jin Seong mang theo lệnh bắt giữ đến phòng khám của Min-gu. Tuy nhiên anh ta dường như đã sớm biết được tin này nên đã lên máy bay sang Mỹ rồi. Sau khi biết tin, Yang-un lập tức đến văn phòng của tổng công tố viên trưởng. Anh cho rằng nghi phạm lớn nhất đã ra nước ngoài vào chính thời điểm này, nên thân là nghị viên quốc hội, bố anh ta không thể nào thoát khỏi liên can. Vì vụ án hiện đang được điều tra bí mật, nên người có thể tiết lộ tin tức bắt giữ này chắc chắn là người trong nội bộ. Vừa nghe thấy lời này, tổng công tố trưởng vô cùng tức giận. Thì ra đã có phóng viên đưa tin về vụ án này, Yang-un lập tức đoán được là bạn tốt của mình. Tên là Ki Yang, sau khi anh trở lại đội điều tra, anh quyết định bay sang Mỹ để bắt Min-gu. Đúng lúc này Ki Yang cũng đến văn phòng, Jin Seong túm lấy cổ áo của Ki Yang và chỉ trích anh ta không có đạo đức nghề nghiệp, đưa tin bừa bãi. Thật ra người tiết lộ tin tức là Hee-ju, con gái của tổng công tố viên trưởng. Yang-un lập tức ngăn cản Jin Seong. Ki Yang bị đánh thì không chịu nổi cục tức này nên muốn phản kích lại, ai ngờ Jin Seong tránh được. Thế là nắm đấm của Ki Yang đánh thẳng vào ngực của Yang-un, thiết bị kiểm tra của anh vang lên chuông cảnh báo liên tục. Thế là cuộc cãi vã đánh nhau mới dừng lại. Vừa hay cảnh này lại bị mẹ của Yang-un nhìn thấy. Thật ra nhà Yang-un lo lắng tính nguy hiểm trong công việc nên không đồng ý để con trai làm công tố viên. Nhưng cả nhà không thể thuyết phục nổi anh. Trông có vẻ mối quan hệ giữa Ki Yang và nhà Yang-un rất tốt và thường xuyên qua lại với nhau. Nhưng mẹ của Yang-un không thể đoán được do Ki Yang có tinh thần một nhà báo hay là có cảm giác tự ti với con trai nên mới viết bài báo đó. Chẳng bao lâu Yang-un xuất phát ra nước ngoài chuẩn bị bắt giữ Min-gu. Nhưng vụ án xuất hiện bước ngoặt, nam diễn viên làm chứng lúc trước lật kèo, anh ta nhận lời ủy thác của Lee Eun-jun nên cố ý làm chứng giả. Thật ra người quay video là người khác, nhưng pháp luật Hàn Quốc quy định những lời khai ngoài pháp luật không được trừng phạt vì ngụy tạo chứng cứ, thế là người này được luật sư đưa về. Go-ju đoán rằng nam diễn viên rất có tiềm năng, lúc này bại lộ scandal của anh ta và Lee Eun-jun rất bất lợi, cho nên dù bị uy hiếp nhưng cũng phải làm rõ sự thật. Lúc này họ cũng phát hiện chủ tài khoản lẽ mọn chi tên là Lee Mi-jin, mà cô ta chính là chị gái của y tá trong phòng khám Min-gu. Cùng lúc đó, Jung Tae tìm được quán net có địa chỉ IP của Lễ Mọn Chi. Địa chỉ này rất gần với địa chỉ của y tá kia.
Vì thế Jin Se-ong quyết định điều tra người này trước. Chẳng mấy chốc, Jin Se-ong và Jung Tae đến nhà của y tá kia và phát hiện rất nhiều bức ảnh về cổ chân, cùng mấy lọ thuốc gây mê và một con dao trông giống vũ khí giết người, trợ lý tên Lee Jong. Trước đây anh ta là đầu bếp, có hai tiền án về phạm tội tình dục, cho nên tất cả các đặc điểm này trùng khớp với hung thủ. Đồng thời Jin Se-ong cũng nhận được bức ảnh do trưởng thôn gửi đến. Ngày xảy ra vụ án thứ ba, camera ở đầu thôn quay được cảnh Lee Jong, rất nhiều chứng cứ đều chỉ là anh ta. Yang Un bảo Jung Tae xin lệnh truy nã khẩn cấp, từ bây giờ trở đi, vụ án giết người hàng loạt chuyển thành điều tra công khai, nhưng Go Ju luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm. Chẳng mấy chốc lệnh truy nã được dán khắp trên đường, các đài truyền hình lớn cũng nhắc nhở người dân chú ý an toàn. Lee Jong đứng trong một tòa nhà, nhìn chằm chằm về một hướng, dường như anh ta đã đưa ra một quyết định quan trọng. Thế nhưng hướng anh ta nhìn có một chiếc xe đang đỗ ở đó, người thần bí trong xe khai báo rằng nhìn thấy hung thủ. Sau khi Jin Se-ong và Jung Tae nhận được thông báo thì lập tức đến khách sạn mà anh ta đang trốn, nhưng trong phòng vô cùng yên tĩnh. Trên bàn có vé máy bay và di thư, Jin Se-ong lên tầng 2, phát hiện Lee Jong đã tự vấn vì sợ tội. Họ giám định chữ viết trên di thư giống với chữ viết của Lee Jong, nội dung bức di thư thừa nhận phạm tội 3 vụ án. Nhưng Jin Se-ong không hiểu, người định bỏ trốn sao lại viết di thư rồi tự vấn chứ? Có khả năng nào thông đồng với Min Gu không? Nhưng Yang Un cho rằng lời khai về quá trình giết người rất cụ thể, cũng hoàn toàn khớp với manh mối mà họ tìm được, cũng có nghĩa là họ đã phá được vụ án giết người hàng loạt rồi. Phía công tố nhanh chóng mở cuộc họp báo, công khai hung thủ thật sự là Lee Jong, khi Yang đưa ra nghi vấn. Vì nghi phạm đã chết nên phía công tố không lấy được lời khai cuối cùng, vì sao phía công tố lại xác định anh ta là hung thủ thật sự? Yang Un nói rằng họ có chứng cứ xác thực trong tay, thế nhưng Jin U ở dưới quê đang xem cuộc họp báo lần này thì rơi vào trầm tư. Buổi ăn mừng mới được một nửa thì Yang Un có chút buồn bã. Anh giả thiết ngộ nhỡ Lee Jong không xuất hiện thì phía công tố và cảnh sát phụ trách vụ án sẽ như thế nào? Jin U có bị hiểu lầm là kẻ tình nghi không? Go Ju cũng không biết nên an ủi anh thế nào. Trở về nhà, bố mẹ Yang Un khuyên con trai từ chức công tố viên và qua Mỹ học MBA, bởi vì tương lai của gia tộc đều đặt trên người Yang Un, cho dù anh có đồng ý hay không. Anh đã trở thành con trai của họ thì phải gánh vác sứ mệnh này. Yang Un đồng ý với bố mẹ rằng đợi đến lúc anh chủ động từ chức thì sẽ nghe theo sự sắp xếp của họ. Ngày hôm sau, bởi vì có công phá được vụ án giết người hàng loạt, Jin Se-ong được thăng cấp và điều đến làm việc tại Seoul. Nhưng họ không biết rằng chuyện này đã được sắp xếp trước đó. Hóa ra Yang Un từng làm phẫu thuật mạch vành, nhưng trong mấy tháng theo dõi, anh đã xảy ra 3 lần rối loạn nhịp tim và 1 lần khó thở. Bác sĩ suy đoán khả năng bị suy tim lên tới 85%. Chậm nhất là phải phẫu thuật trong năm nay, vì thế mẹ Yang Un bắt đầu kế hoạch mà bà ta lên từ rất lâu. Bố mẹ của Yang Un sắp xếp cấp dưới đội trưởng Kim nghỉ hưu, còn đặc biệt dặn dò ông ta chọn hôm trời mưa. Chuyển cảnh, người thần bí lái xe đến thôn làng dưới quê nhà Jin U, sau đó kiên nhẫn chờ đợi. Cùng lúc đó, sau khi Jin Se-ong thăng chức, vốn muốn trở về ăn mừng với Jin U, nhưng cục trưởng đột nhiên hẹn anh và Jung Tae cùng ăn tối. Mà Go Ju cũng bị sắp xếp rất nhiều công việc, thế nên hai người họ hôm nay không trở về được. Vì thế ba người hẹn sáng mai gặp nhau ở thôn làng. Buổi tối trời mưa rất to, người thần bí vẫn chưa rời khỏi thôn làng. Cục trưởng luôn đến đúng giờ mãi không xuất hiện. Lúc này Jin U nhận được điện thoại của mẹ mình. Bác sĩ Chu muốn ăn sashimi lạnh nhưng trong nhà không có nguyên liệu. Thế là anh đành đội mưa đội gió ra biển kiếm nguyên liệu. Thế nhưng lúc Jin U lái xe rời đi, đã bị người thần bí theo dõi. Bên kia mẹ của Jin Se-ong, mẹ của Go Ju và bác sĩ Chu đang hát karaoke. Bác sĩ Chu cố ý níu kéo hai người, không để họ rời đi. Dường như anh ta đang đợi gì đó. Cùng lúc đó Jin U kiếm nguyên liệu xong thì trở về, đã bị người thần bí chặn lại. Người này tấn công Jin U, thế là Jin U lập tức ngất đi. Lúc mẹ Jin Se-ong trở về nhà thì nhận được một cuộc gọi, đồng thời bữa cơm của Jin Se-ong cũng kết thúc. Anh nhận được điện thoại của mẹ mình. Cũng vào lúc đó, tin tức Jin U xảy ra chuyện ngoài ý muốn chuyển đến tai Go Ju. Bởi vì bị thương quá nặng nên bác sĩ trong thôn đề nghị lập tức chuyển tới bệnh viện Jin Jin. Jin Se-ong nhờ cô tìm Yang Un để đi cửa sau, nhưng cô không thể liên lạc được với Yang Un. Do tình hình quá khẩn cấp nên cô đành đến hỏi thăm mẹ của Yang Un. Bà ta vốn không muốn dễ dàng giúp đỡ, nhưng sau khi Go Ju kể rõ tình hình mà Yang Un lại nói rằng là em trai của đồng nghiệp, nên bà ta dễ dàng đồng ý. Đêm hôm đó Jin U được chuyển đến bệnh viện Jin Jin. Bác sĩ chẩn đoán mặc dù huyết áp của anh ấy rất cao nhưng dấu hiệu sinh tồn rất ổn định, tuy nhiên phần đầu bị tổn thương nghiêm trọng dẫn đến phù não. Nếu bị phù não trong thời gian dài, có thể gây ra tăng áp lực nội sọ dẫn đến chết não. Cách điều trị duy nhất là phẫu thuật cắt sọ diện rộng để giảm bớt áp lực nội sọ. Ca phẫu thuật rất thành công, mẹ Yang U nói với mọi người rằng Jin U có tỉnh lại hay không thì cần phải quan sát, nếu mấy ngày sau vẫn không có gì thay đổi như hiện tại thì không loại trừ khả năng xảy ra hiện tượng chết não. Chú ý điều này không phải là trở thành người thực vật, bởi vì người thực vật thỉnh thoảng sẽ có kỳ tích tỉnh lại, nhưng chết não đồng nghĩa với việc đã chết thật sự về mặt y học. Sau khi nghe xong lời dặn dò, mẹ của Jin Se-ong bắt đầu ăn năn. Bà hối hận vì đã đối xử khác biệt với hai con trai, cho con cả ăn cơm mới, còn cho con út ăn cơm thừa, và để em trai mặc lại quần áo của anh rồi nhiều việc khác. Còn Jin Se-ong thì rất bình tĩnh, anh không tin em mình bị thương do ngoài ý muốn. Anh định đến hiện trường phát hiện án thăm dò. Jin Se-ong vừa rời khỏi bệnh viện,
Yang-un hiểu được toàn bộ mọi chuyện từ phía Gouju. Thật ra anh hơi hổ thẹn vì lúc trước hiểu lầm Jin-woo là hung thủ, nên anh hỏi thăm mẹ mình xem có cách nào cứu Jin-woo không. Bên khác, Jin Seong đến hiện trường xảy ra vụ tai nạn. Cấp trên thông báo rằng vụ án của Jin-woo tai nạn đã được khép lại, bởi vì người báo cảnh sát đầu tiên chính là nhân viên tuần tra, lại thêm hôm đó trời mưa to, đã rửa hiện trường rất sạch sẽ, hoàn toàn không có bất kỳ chỗ đáng nghi nào. Nhưng lúc Jin Seong rời đi thì bị thứ gì đó chiếu vào mắt, anh đi về hướng đó và tìm thấy một chiếc cúc áo. Cùng lúc đó, tổng công tố viên khen thưởng Yang-un ra nước ngoài đào tạo thêm một năm vì anh có công trong việc bắt tội phạm giết người hàng loạt. Mặc dù Yang-un không muốn nhận nhưng buộc phải nghe theo mệnh lệnh lúc anh rời khỏi phòng công tố. Vừa hay gặp được Ki Yang, anh chàng này nghe nói chuyện Yang-un được đi đào tạo từ phía Hiju thì rất ngưỡng mộ. Anh ta nhìn bóng dáng rời đi của Yang-un thì biểu cảm liền thay đổi. Bên kia, Goju an ủi Jin Seong rằng đừng từ bỏ suy nghĩ Jin-woo có thể tỉnh lại. Hóa ra bố Goju luôn đánh đập hai mẹ con họ. Hôm đó Goju không thể chịu nổi cuộc sống khốn khổ như này nữa nên chuẩn bị tự vấn là Jin-woo đã cứu cô. Cho nên đó là lý do tại sao mối quan hệ giữa ba người lại sâu sắc đến vậy. Đêm đó Yang-un đến bệnh viện để chào tạm biệt Goju. Nhưng anh có lời vẫn chưa nói ra. Thật ra Yang-un đoán được chuyện đi đào tạo thêm do mẹ mình nhờ vả riêng với công tố viên trưởng. Hóa ra Yang-un là con trai duy nhất trong bốn thế hệ thuộc dòng độc đinh trong gia tộc. Bố Yang-un nhắc nhở anh rằng đừng quên sự tồn tại đặc biệt của mình. Đêm hôm đó, mẹ Yang-un đến phòng bệnh của Jin-woo, lúc này các dấu hiệu của anh vẫn rất bình thường. Cùng lúc đó, Jin Seong muốn đến thăm em trai nhưng lại bị bảo vệ đứng ở cửa ngăn lại. Nguyên nhân là không có sự đồng ý của bác sĩ chính. Mẹ Yang-un vừa mới trong phòng bệnh đã xuất hiện ở hành lang ngay sau đó. Bà ta lấy lý do để mang lại sự chăm sóc tốt nhất cho người bệnh từ chối yêu cầu thăm hỏi của Jin Seong. Cho dù người nhà cũng không được, Goju cảm thấy Jin-woo được hưởng đãi ngộ đặc biệt. Lại thêm bệnh viện có quy định riêng, lùi một bước sẽ tốt hơn xảy ra mâu thuẫn với bệnh viện. Thế nhưng hai người họ không biết rằng Jin-woo sắp toi rồi, đồng tử mắt của anh giãn to, hơn nữa không có phản ứng với phản xạ ánh sáng. Bước đầu chẩn đoán do chết não, nữ bác sĩ đề xuất hãy cấp cứu một lần nữa. Nhưng mẹ Yang-un không thể đợi nổi nữa rồi, bà tuyên bố Jin-woo đã chết não. Phó viện trưởng đặc biệt nhắc đến việc bệnh nhân chết não thường sẽ hiến tạng theo thông lệ để cứu những bệnh nhân chờ đợi cấy ghép nội tạng lâu dài và giữ lại hy vọng rồi rời khỏi thế gian. Mẹ Yang-un cũng tiếp lời, bà phát hiện Jin-woo cũng từng ký bản thỏa thuận đồng ý hiến tạng. Hóa ra năm đó báo chí đưa tin một chàng trai bị tai nạn ô tô nên đã hiến tặng nội tạng và cứu sống được 9 mạng người. Jin-woo vô cùng cảm động về suy nghĩ này nên đã tới đăng ký hiến tặng. Jin Seong cho rằng nếu đã là nguyện vọng của Jin-woo thì anh nên giúp em trai mình thực hiện với tư cách là người nhà. Ngày hôm sau, anh và mẹ của Yang-un ký bản thỏa thuận hiến tặng ngoại trừ não ở bệnh viện. Không bao lâu sau, tang lễ của Jin-woo kết thúc. Jin Seong và Goju rắc cho cốt của em trai xuống biển, anh ấy cứ thế biến mất khỏi thế giới này. Chớp mắt một năm trôi qua, Yang-un về nước lại gặp tên nhà giàu Min-gu, có điều anh ấy không để ý đến người này. Mà hôm nay lại chính là ngày giỗ của Jin-woo, Goju và Jin Seong định về quê cúng lễ em trai. Nhưng trước khi xuất phát, cô nhận được tin nhắn của Yang-un, hai người gặp nhau ở quán cà phê. Lần gặp mặt này khiến Goju cảm thấy Yang-un đã thay đổi, không chỉ mặt đầy đặn hơn, thậm chí còn chủ động mời uống rượu. Trước đây do bị bệnh tim nên Yang-un rất ít uống rượu. Goju hỏi anh đã xảy ra chuyện gì ở nước ngoài, cô để ý đến cảm xúc của Yang-un và cảm thấy dường như anh đang che giấu điều gì. Nhưng anh giải thích rằng lâu rồi chưa uống, anh muốn nếm thử. Goju nói với anh hôm nay là ngày giỗ của Jin-woo. Hai người không nói chuyện gì nữa, bên kia mẹ Yang-un sống ở khu chung cư mới xây của tập đoàn. Đặc biệt chọn một căn tặng cho Ki Yang, bà còn nói rằng tổ trưởng Kim đã dọn vào rồi và còn nói là người một nhà. Câu nói này không thể không khiến người ta nghi ngờ, hai người bọn họ có phải có bí mật gì không thể nói cho người khác biết. Lúc này Yang-un chơi bóng trở về nhà, xem ra bệnh tim của anh đã được chữa khỏi. Đêm đó, sau khi cúng lễ Jin-woo xong thì hai người trở về Seoul. Sau khi Jin Seong đưa Goju về nhà, anh đang định rời đi thì nhận được tin nhắn. Nội dung là đoạn video đêm hôm Jin-woo gặp nạn. Sau khi Jin Seong xem xong thì lập tức sững sờ. Nội dung là quá trình em trai bị hại, cũng chính là có nhân chứng trong lúc xảy ra án. Goju đề nghị giám định thật giả đoạn video trước, chẳng mấy chốc đồng nghiệp của Cục Tìm kiếm Quốc gia giám định đoạn video là thật, nhưng không thể xác định được người trong đó và số điện thoại mạng là IP nước ngoài. Họ không thể tra được dấu vết của người gửi đến. Chốc lát Jin Seong trở về đồn cảnh sát dưới quê. Anh cho các đồng nghiệp cũ xem đoạn video em trai bị hại. Anh không hiểu vì sao nhân chứng lại biết mình là anh trai của Jin-woo và chỉ gửi video cho anh. Đồng nghiệp cũng suy đoán người này có khả năng quen biết hai anh em, xác suất cao là người trong thôn. Anh ấy đề nghị bắt đầu điều tra những người có sở trường sử dụng mạng trong thôn. Ngoài ra Jin Seong muốn điều tra dấu vết của người ngoài đến thôn vào ngày xảy ra vụ án. Nhưng không có ai giữ lại đoạn video giám sát trong một năm cả. Cục trưởng đột nhiên nhớ đến nhà trọ hoặc homestay hẳn sẽ đăng ký thông tin cho khách, đồng thời kết hợp với ghi chép thanh toán của họ thì sẽ có thu hoạch. Mọi người đồng lòng quyết định sẽ điều tra rõ ràng chuyện này. Buổi tối Jin Seong trở về nhà và hỏi mẹ mình rằng hôm em trai xảy ra chuyện, có người lạ nào vào trong quán ăn không? Nhưng mẹ anh chỉ nhớ hôm đó bà cùng mẹ Goju và bác sĩ Chu đang hát karaoke.
Bác sĩ Chu đột nhiên nói rằng muốn ăn sashimi lạnh, cho nên bà mới gọi điện cho Jin U. Sau đó bà lại chơi một lúc rồi mới về quán ăn. Từ sau khi Jin U qua đời, bác sĩ Chu chắc đang cảm thấy có lỗi nên đã cho 3 triệu won để siêu độ. Bà mẹ cho rằng có lẽ do ông ta đang tự trách bản thân, nhưng ông ta đưa tiền xong thì không biết đi nơi nào uống rượu rồi. Jin Seong nói không có chuyện gì và bảo mẹ mình an ủi bác sĩ Chu, dù sao họ cũng là hàng xóm trong thôn. Sau đó anh lấy chiếc cúc ra để mẹ mình nhận dạng. Bà mẹ nhìn ra được chiếc cúc không phải là của con trai út, hơn nữa thứ đồ này chỉ phối đồ khi mặc đồ vest. Mà Jin U thì chưa từng mặc đồ vest, còn ở bên này. Mẹ Yang Un kinh doanh bệnh viện Jin Jin đã trở thành người đi đầu trong lĩnh vực phẫu thuật cấy ghép. Tuyến tụy được cấy ghép lần này do tổ trưởng Kim tìm được. Phó viện trưởng và nữ bác sĩ lúc đó là chuyên gia về phương diện này. Hạng mục này được tài trợ bởi một người bạn nước ngoài. Thế nhưng khi Yang tham gia buổi họp báo tin tức đã viết một bài báo đặt ra câu hỏi về động cơ bí mật của khoản tài trợ hàng chục tỷ đô la Mỹ của bệnh viện Jin Jin. Bài báo được lên xu hướng, chiều hướng từ cư dân mạng từ ủng hộ chuyển sang nghi ngờ. Họ lần lượt bày tỏ rằng phải điều tra thật kỹ. Tổ trưởng Kim lập tức liên hệ phía tòa soạn yêu cầu gỡ bài. Điều này khiến Ki Yang rất tức giận. Có điều anh lại suy nghĩ đến chuyện khác thì bật cười. Jin Seong đã trở về cục cảnh sát của Seoul và hỏi một tín đồ thời trang như Jung Tae về chiếc cúc áo. Jung Tae vừa nhìn đã nhận ra chiếc cúc này có trị giá rất nhiều tiền. Chắc hẳn là minh tinh hoặc người nổi tiếng đặt làm riêng. Anh ta đã nhìn thấy thương hiệu này trong một cuốn tạp chí nào đó. Jin Seong lập tức đến cửa hàng thương hiệu mà Jung Tae nói. Người bán hàng nói rằng chiếc cúc áo này là bản giới hạn được ra mắt để kỷ niệm 70 năm thành lập. Chỉ đặt làm riêng 5 chiếc, Jin Seong nhìn thấy một cái tên rất quen thuộc trong danh sách của người mua, đó là Mingu. Cùng lúc đó, Yang Un và Go Ju nhận được lời mời tham dự buổi họp báo vụ án nghiêm trọng ngay trước khi bắt đầu. Go Ju nhận được một tin nhắn là quá trình hung thủ thật sự phạm tội. Nội dung còn kèm dòng chữ hung thủ thật sự còn có người khác. Hai người nhận ra không thể công khai rằng vụ án giết người hàng loạt này đã phá thành công được. Vì thế họ lập tức tạm dừng buổi họp báo. Bên khác, Jin Seong theo dõi Mingu cả ngày trời và bất ngờ phát hiện người này có 2 điện thoại. Lúc này anh nhận được điện thoại của Yang Ju, không bao lâu sau. Đội điều tra tập hợp ở phòng làm việc, Yang Un phân tích rằng 2 đoạn video đều được gửi từ IP nước ngoài. Điện thoại dùng để quay video cũng là một loại, chắc hẳn là hành vi của một người. Jin Seong lấy chiếc cúc áo ra và nói rõ mọi chuyện với mọi người. Nhưng Jin U xảy ra chuyện sau khi Min Gu ra nước ngoài, anh đề nghị xác minh hồ sơ xuất nhập cảnh trước. Lúc này Go Ju phát hiện một manh mối, hung thủ trong video có đeo đồng hồ là cùng một loại với đồng hồ trên tay của Min Gu. Điểm đáng ngờ ngày càng nhiều, Yang Un và Go Ju quyết định điều tra lại. Thế nhưng sau khi công tố viên trưởng và công tố viên phó biết rõ chân tướng thì lo lắng thể diện của phía công tố viên và áp lực dư luận mà khi lật án mang đến. Họ thà để hung thủ thật sự tự do ngoài vòng pháp luật, cũng phải bảo mật với bên ngoài và lặng lẽ quan sát. Nhưng họ không biết rằng Go Ju đã ghi âm lại cuộc đối thoại của Yang Un với công tố viên trưởng và cô bày tỏ nếu họ không đồng ý thì sẽ công khai đoạn ghi âm. Cuối cùng công tố viên trưởng vì thể diện mà phải đồng ý lập lại đội điều tra, nhưng phải điều tra bí mật. Ngày hôm sau, các thành viên trong đội điều tra trước cũng đến văn phòng đúng giờ. Có điều lần này Hee Ju dựa vào bối cảnh cũng gia nhập vào đội điều tra. Jin Seong điều tra được vụ án của Jin U xảy ra thì Min Gu đang ở nước ngoài. Yang Un đề nghị chuyện quan trọng nhất trước mắt là tìm người gửi đoạn video và lẽ Mọn Chi đã dụ dỗ Jin U mua dao. Nhưng mạng mà đối phương dùng là từ nước ngoài, điều này đã khiến đội điều tra tăng thêm độ khó. Ngoài ra, Yang Un còn có một thắc mắc vì sao Lee Jong lại thừa nhận mình là hung thủ của tất cả các vụ án. Anh ta hy vọng cảnh sát sẽ đến lục soát nhà anh ta. Chẳng mấy chốc Jung Tae và Jin Seong phát hiện sau khi Lee Jong chết, thì chị gái anh ta thanh toán hết số tiền viện phí quá hạn cho mẹ mình và còn mua một căn chung cư. Nghe đến đây chị gái trở nên căng thẳng. Hóa ra từ sau khi Lee Jong trở thành tội phạm tình dọc, cả gia đình đều bị hủy trong tay anh ta. Hôm đó anh ta đột nhiên xuất hiện và nói rằng đây là lần cuối cùng tìm chị gái và để lại một số tiền lớn, lời ra ý vào đều nói rằng muốn đi ra nước ngoài. Kể từ đó chị gái lại nhận được một khoản tiền tiết kiệm từ Lee Jong. Cô vốn cho rằng anh ta đi làm thêm ở tàu đánh cá xa bờ, nào ngờ mấy ngày sau lại nhận được thông báo tự vấn. Sau khi nhận được lời khai của chị gái, Jung Tae điều tra được trong những người xung quanh Lee Jong. Chỉ có một mình Min Gu mới có được nhiều tiền như vậy, về cơ bản nghi ngờ anh ta trở thành con cừu thế mạng vì tiền. Nhưng hiện tại đều giao dịch bằng tiền mặt, không có bất kỳ chứng cứ mua chuộc nào, lại thêm Min Gu có chứng cứ không ở hiện trường. Trong lúc đang nói chuyện, kết quả giám định đồng hồ của Cục Tìm kiếm Quốc gia đã được gửi đến. Chứng thực đồng hồ mà Min Gu đeo cùng một loại với đồng hồ trong video, mặc dù đã đáp ứng được các điều kiện bắt giữ nhưng không có chứng cứ trực tiếp chứng minh là Min Gu. Để tránh hắn lại trốn ra nước ngoài trước khi đưa ra lệnh bắt giữ như lần trước, Yang Un quyết định bảo Jung Tae và Jin Seong giám sát Min Gu. Một khi lấy được lệnh bắt giữ thì lập tức bắt đối tượng thông qua việc xử lý chuyện này. Mọi người đều cho rằng công tố viên lạnh lùng lúc trước đã trở thành nên có tình người rồi. Thế nhưng, đội điều tra giữ kín miệng như thế mà không ngờ Hee Ju lại là kẻ nhiều chuyện như vậy. Chớp mắt cái đã kể phương hướng điều tra cho Ki Yang. Ki Yang lại lợi dụng điểm yếu của Hee Ju là thích Yang Un nên đề nghị làm một vụ giao dịch. Cùng lúc đó, tổ trưởng Kim nhận được tin đồn rằng Yang Un xin lệnh bắt giữ Min Gu ở tòa án. Nghe được tin tức này, mẹ của Yang Un nhận định Min Gu có vấn đề. Bà sợ Min Gu gây phiền phức cho mình nên bảo tổ trưởng Kim cầm tiền đến thăm hỏi anh ta.
bên đội điều tra vẫn mãi không nhận được lời phê duyệt của lệnh bắt giữ. Phía bên Jin Seong và Jung Tae cũng đang lo lắng chờ đợi tin tức. Chính vào lúc này, họ nhìn thấy đội trưởng Kim đến trước cổng nhà lão Bae, trên tay còn cầm hai thùng quà trà bá lửa rồi ấn chuông. Khi đội trưởng Kim vào nhà thì vừa hay Min Gu lại ra ngoài. Anh đặt quà ở dưới đất, bày tỏ ý định đến đây và chuyện mà mẹ Yang Un giao phó. Tuy nhiên lão Bae chắc chắn rằng tòa án sẽ không ký lệnh bắt giữ. Nhưng đối với số tiền này, ông ta lại lộ ra nụ cười hài lòng. Còn Jung Tae và Jin Seong ở bên ngoài thì đi theo Min Gu đến một nhà hàng. Lúc này Min Gu và tình nhân đang cùng nhau dùng bữa, nhưng anh ta lại nhìn chằm chằm vào đùi cô em phục vụ một cách thèm thuồng. Điều này khiến cho cô nhân viên vô cùng căng thẳng mà không cẩn thận làm đổ nước lên quần anh ta. Chính lúc Min Gu đang giáo huấn cô nhân viên một trận, thì Jung Tae lại nhận được tin lệnh bắt giữ đã bị bác bỏ. Jin Seong không thể nhịn được nữa mà lập tức xông vào nhà hàng và nhờ cô nhân viên bị đánh một chuyện. Cùng lúc đó Min Gu lại nhận được tin nhắn từ một người bí ẩn nói rằng phía cảnh sát muốn bắt anh ta. Min Gu vẫn chưa kịp xóa tin nhắn thì Jin Seong đã xông tới rồi ấn anh ta vào tường rồi còng tay lại, tiếp đó liền đẩy vào nhà vệ sinh của nhà hàng và đánh Min Gu như cách anh ta đánh cô nhân viên để trút giận. Cuối cùng Jung Tae mở cửa xông vào thì cuộc ồn ào này mới kết thúc. Rất nhanh Min Gu đã bị đưa lên xe cấp cứu, còn Jin Seong thì lại nhận được điện thoại của người bí ẩn kia. Thì ra khi anh đánh Min Gu thì đã thuận tay lấy đi điện thoại dự phòng của anh ta. Mà người thần bí gọi điện cho anh ta lại chính là Ki Yang. Chuyển cảnh dưới sự nhúng tay của lão Baek, Jin Seong trở về phòng công tố đã bị Go Juka cho một bài. Go Ju chỉ trích anh không nên động tay với Min Gu vì như vậy sẽ mang đến phiền phức cho đội điều tra. Còn Yang Un thì đến bệnh viện xin lỗi lão Bae, nhưng lão ta thì lại đòi kiện đến tổng cục cảnh sát. Sau khi về văn phòng, Yang Un vô cùng tức giận về cách làm của Jin Seong. Lúc này Jin Seong lại lấy chiếc điện thoại nặc danh của Min Gu ra. Thế là mọi người lập tức sáng mắt lên như đèn pha ô tô. Yang Un hỏi Jin Seong mở điện thoại thế nào, thì ra trước đó Jin Seong đã nói chuyện với cô em phục vụ, chính là để nhờ cô đưa chai rượu vang của Min Gu cho mình. Sau đó trích xuất dấu vân tay của Min Gu từ trên chai rượu ra, rồi sử dụng công nghệ in 3D để in dấu vân tay ra và thành công mở được chiếc điện thoại nặc danh của anh ta. Bên trong điện thoại chỉ tồn tại một số điện thoại, tất cả những tin nhắn khác đều đã bị xóa, chỉ còn lại tin nhắn cuối cùng mà Min Gu vẫn chưa kịp xóa. Đối phương nói với anh ta phía cảnh sát đã xin lệnh bắt giữ. Mọi người đều vô cùng nghi ngờ sao tin tức này lại bị lộ ra ngoài. Jin Seong nghi ngờ người tiết lộ tin này chính là Hee Ju. Yang Un cảm thấy trước khi có chứng cứ xác đáng thì đừng có đoán bừa. Tiếp đó anh liền bảo thành viên trong đội tiến hành phân tích, khôi phục dữ liệu để xem có chứng cứ khác không. Hôm sau kết quả phân tích cho thấy toàn bộ dữ liệu bên trong đều đã bị tiêu hủy. Lúc này Hee Ju mang theo một phần tài liệu đến, nạn nhân của những vụ án giết người liên hoàn toàn bộ đều đã từng điều trị ở bệnh viện Jin Jin. Yang Un cảm thấy khó hiểu, không biết tập tài liệu này ở đâu ra. Hee Ju nói rằng mình đã nhờ mẹ Yang Un lấy nó. Go Ju nói với cô đã có ai đó dùng điện thoại nặc danh báo cho Min Gu biết thông tin tòa án sắp ký lệnh bắt giữ. Hee Ju nghe xong liền khai ra người đó chính là Ki Yang. Lúc này mọi người mới chắc chắn người tiết lộ tin tức này chính là Hee Ju. Thế là Yang Un lập tức quyết định triệu tập Ki Yang đến để điều tra. Lúc này, tin tức đang đưa tin về việc cảnh sát thực thi pháp luật bằng bạo lực và vi phạm nhân quyền. Do đó Go Ju và Yang Un cũng bị gọi đến văn phòng công tố trưởng. Dưới áp lực của dư luận, công tố viên trưởng đã chuẩn bị để Yang Un khép lại vụ án với hung thủ chính là Lee Jong, đồng thời sẽ giải tán đội điều tra đặc biệt. Yang Un còn muốn xin công tố viên trưởng cho tiếp tục điều tra, nhưng ông lại nói rằng nếu anh còn muốn tiếp tục điều tra thì chỉ có thể cởi bộ đồng phục đó xuống và đi mở văn phòng thám tử thôi. Đối với chuyện này Yang Un chỉ có thể đồng ý, nhưng với điều kiện là phải hủy bỏ việc truy tố việc thực thi pháp luật bằng bạo lực đối với Jin Seong. Và cuối cùng công tố viên trưởng đã đồng ý với điều kiện này. Sau khi xem tin tức về việc giải tán đội điều tra trên bài báo của Ki Yang, Jin Seong tức đến mức nổi cơn thịnh nộ. Sau đó Yang Un tuyên bố đội điều tra chính thức giải tán. Khi trở lại đồn cảnh sát, hai người Jin Seong được thông báo rằng họ đã bị thuyên chuyển công tác. Jin Seong nghe xong vô cùng khó chịu, anh đến nhà ăn vừa uống rượu vừa oán trách Yang Un. Jung Tae nói với anh rằng thực ra Yang Un chính là vì hai người họ nên mới từ bỏ vụ án này. Min Gu đã kiện họ vì tội thực thi pháp luật bằng bạo lực. Nếu không phải là Yang Un thì bây giờ hai người họ đã sớm bị đình chỉ điều tra rồi. Sau đó Yang Un hẹn gặp Ki Yang. Ki Yang còn giải thích với anh rằng vì áp lực từ phía tổng biên nên mình mới viết bài báo đó. Nhưng Yang Un lại nói rằng vì bài báo của anh mà bản thân đã bị đình chỉ công tác 3 tháng liền. Và những thành viên khác trong đội cũng lần lượt bị giáng chức. Do đó bây giờ anh đang suy nghĩ xem có nên tiếp tục làm công tố viên nữa không. Nghe thấy vậy, Ki Yang liền làm bộ làm tịch khuyên Yang Un. Sau đó còn nói rằng khi anh biết về lệnh bắt giữ thì đã lập tức đem chuyện này ra tám trong nhóm phóng viên. Anh chính là muốn dùng cách này nói với Yang Un rằng không phải mình thông báo cho Min Gu biết, còn ở bên này hai người Jin Seong bị điều đến Bộ Giao thông Vận tải và trở thành cảnh sát giao thông. Khi lãnh đồng phục, Jung Tae liền nhận được điện thoại của Yang Un bảo họ tối đến nhà mình dùng bữa. Nhìn thấy một bàn đầy những món ăn ngon, xung quanh còn có một đám người hầu đứng phục vụ. Jin Seong cảm thấy không quen, để họ có thể thoải mái dùng bữa, Yang Un đã bảo người hầu rời đi chỗ khác.
Sau khi dùng bữa xong, Yang Un nói với họ mình đã xin được cơ hội điều tra riêng và quyết định bí mật điều tra vụ án. Jin Seong lập tức nói rằng anh đã sớm phái người giám sát Min Gu ở bệnh viện. Tiếp đó, Yang Un nói với mọi người về quan hệ giữa mình và Ki Yang. Khi Ki Yang còn rất nhỏ, anh đã bị mẹ ruột của mình bỏ rơi và từ khi học cấp 2, gia đình họ đã bắt đầu trợ cấp cho Ki Yang. Lúc đó, hai người đối xử với nhau như hai anh em ruột vậy. Mấy ngày trước, Ki Yang đã thừa nhận mình đã gửi tin về lệnh bắt giữ này vào trong nhóm phóng viên. Nghe xong, Jin Seong vẫn còn rất hoài nghi về chuyện này. Còn Go Ju thì nói với Yang Un, trước đó cô ngửi thấy mùi nước hoa của Ki Yang dùng giống hệt anh. Hơn nữa, cô cũng thấy thái độ đố kỵ với Yang Un của anh đã đạt đến mức hơi cực đoan, nhưng Yang Un lại cảm thấy chuyện tâm lý bất thường này và tâm lý giết người rất khó kết nối được với nhau. Còn ở bên này, đội trưởng Kim tìm đến Ki Yang và nói rằng Ki Yang đã phụ công ơn của viện trưởng, chuyện anh báo cáo vụ án của Yang Un. Viện trưởng có thể hiểu, nhưng còn về những bài báo liên quan đến bệnh viện, anh chỉ dùng rất ít thông tin và thêm vào lượng lớn nội dung tưởng tượng. Đây rõ ràng không phải là điều mà một phóng viên nên làm. Hôm đó khi Jin Seong đang đi làm thì đột nhiên nhận được một cuộc gọi. Anh lập tức bỏ việc đang làm và lái xe cảnh sát bỏ đi. Thì ra đàn em trước đó và đồn cảnh sát đã đến Seoul. Đối phương đưa cho Jin Seong một bức ảnh mà blogger câu cá đã chụp lại vào ngày xảy ra vụ án. Nhìn thấy bức ảnh, Jin Seong vô cùng kinh ngạc. Qua sự xác nhận của Go Ju và Yang Un, thì người trong bức ảnh chính là Ki Yang. Điều này đã chứng minh hung thủ trong vụ án của Jin U rất có thể là Ki Yang. Hơn nữa, khi điều tra nơi ở của Ki Yang, Jin Seong còn nghe được một tin rất thú vị. Một nhân viên đã làm việc 10 năm trong chung cư của Ki Yang nói với Jin Seong rằng ông chưa bao giờ thấy có khách đến nhà Ki Yang. Điều này khiến Jin Seong vô cùng tò mò và chuẩn bị đi điều tra chung cư của Ki Yang. Nhưng Yang Un lại cho rằng giờ họ không có lệnh khám xét nên không thể khám xét nhà Ki Yang được. Jin Seong không nghĩ được nhiều đến vậy vì hôm Jin U bị hại, Ki Yang đã có mặt ở hiện trường. Nếu không phải anh ta đã giết hại Jin U, thì chắc chắn cũng đã tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình phạm tội. Do đó, anh nhất định phải tìm ra được tên hung thủ đó. Sau đó, Jin Seong đến quán net gần nhà Lee Seong Yong. Lần này, anh lấy ảnh của Ki Yang ra và nhờ nhân viên ở đó nhận dạng. Mãi cho đến khi nhìn thấy hình đầu lâu trên áo, anh ta mới nhớ ra. Một năm trước, đã có khoảng thời gian người này thường đến đây. Để có thể lẻn vào nhà của Ki Yang, Jin Seong đã tìm đến Hee Ju và hỏi mật mã mở khóa cửa nhà anh ta. Hee Ju nói rằng mình vẫn chưa thân với Ki Yang đến mức đó, thế là Jin Seong đành thất vọng mà quay người ra về. Nhưng Hee Ju lại đột nhiên gọi anh lại và nói rằng mình muốn giúp anh thì phải làm thế nào. Tiếp đó, Hee Ju hẹn Ki Yang đến một quán bar uống rượu nhảy múa, còn Jin Seong và cấp trên thì cùng giữ chân bảo an khu đó lại, để Jung Tae đi tìm thợ mở khóa đến mở cửa nhà Ki Yang. Sau khi cửa được mở, Jin Seong liền đi vào nhà Ki Yang trước. Lúc này Ki Yang ở trên sàn nhảy đã nhìn thấy có người vào trong nhà mình qua điện thoại, còn Jin Seong thì lại không hề biết rằng nhất cử nhất động của anh đều đã bị Ki Yang thấy hết. Sau khi đi vào một căn phòng trong nhà, Jin Seong liền đứng hình vì cách bày trí ở đây giống hệt như nhà của Yang Un, thậm chí ngay đến cả bức ảnh gia đình để trên bàn cũng y hệt. Jin Seong cho rằng đây đã không phải là bệnh thần kinh nữa mà là biến thái. Sau đó Jin Seong đến một căn phòng khác, mà căn phòng này càng kỳ quái hơn, trong phòng chứa đầy những loại dao khác nhau, rồi còn có thuốc gây mê, đã vậy trên tường còn treo ba nạn nhân trong vụ giết người liên hoàn. Nhìn thấy cảnh này, Jin Seong lập tức lo lắng cho sự an toàn của Hee Ju, còn mọi hành động của Jin Seong thì đều đã bị Ki Yang nhìn thấy hết. Lúc này, Hee Ju vừa mua đồ xong trở về xe thì nhận được điện thoại của Jin Seong. Jin Seong bảo cô giả vờ như đang nói chuyện với người khác và không được cúp máy. Nếu như trong lúc nói chuyện thấy tình hình có gì sai sai thì hãy lấy súng điện trong túi ra. Nghe thấy những lời nhắc nhở của Jin Seong, cô nói với Ki Yang mình quên mua phô mai que nên cần phải quay lại cửa hàng tiện lợi một chút. Chính lúc cô chuẩn bị xuống xe thì Ki Yang lại khóa trái cửa xe lại. Cảm thấy có gì không ổn, Ki Yang liền chuẩn bị lấy súng điện trong túi ra nhưng lại phát hiện không thấy đâu. Lúc này Ki Yang liền lấy súng điện ra, hỏi cô có phải đang tìm cái này không. Trước đó khi uống rượu ở quán bar, anh đã phát hiện ra súng điện trong túi của Hee Ju và lén lấy nó đi. Đợi đến khi Jin Seong đến trước cửa hàng tiện lợi thì đã sớm không thấy bóng dáng của Hee Ju đâu. Anh chỉ có thể không ngừng gọi điện cho cô và cuối cùng qua tiếng chuông, Jin Seong đã tìm thấy điện thoại của cô trong thùng rác. Còn lúc này Hee Ju đã bị Ki Yang dùng súng điện đánh ngất và đưa đi. Ở bên này, công tố viên trưởng đang đến làm khách ở nhà Yang Un. Ông hy vọng cuộc hôn nhân của Yang Un và Hee Ju sẽ có thể sớm ngày định đoạt và mẹ Yang Un cũng vô cùng hy vọng có người con dâu như Hee Ju. Lúc này Yang Un vừa hay xông vào phòng tiệc và hy vọng mọi người có thể lánh đi một lúc. Yang Un nói chuyện Hee Ju bị bắt cóc nói cho công tố viên trưởng biết. Ông nghe xong liền nói rằng bây giờ ông sẽ hết toàn bộ nguồn lực có thể dùng được cho Yang Un. Chỉ hy vọng anh có thể sớm đưa Hee Ju về là được. Bố mẹ Yang Un sau khi biết được chuyện đó thì cũng không thể tin được. Sau khi Yang Un rời đi, mẹ anh dặn dò đội trưởng Kim nhất định phải tìm thấy Ki Yang trước bên cảnh sát. Cảnh sát sau đó đã ban hành lệnh truy nã với phần thưởng lên tới 100 triệu won. Và các phương tiện thông tin đại chúng cũng bắt đầu thay phiên nhau đưa tin về lệnh truy nã này. Hôm đó, y tá tại phòng khám của bác sĩ Chu đã bí mật mang một tờ giấy đến gặp mẹ Jin Seong.
mà nội dung trên đó chính là nhật ký mà bác sĩ Chu đã theo dõi Jin U và ghi chép lại. Và cũng chính vì dùng trộm máy tính của bác sĩ Chu mà cô y tá mới phát hiện ra. Mẹ Jin U thấy vô cùng kỳ lạ, tại sao bác sĩ Chu lại phải theo dõi Jin U nhà họ chứ? Cô y tá cảm thấy nhất định là bác sĩ Chu đã yêu Jin U. Nếu không thì rất khó giải thích tại sao mỗi ngày ông ta đều viết nhật ký ghi chép mọi chuyện của Jin U. Sau khi cô y tá đi khỏi thì vừa hay bác sĩ Chu lại đến quán. Mẹ Go Ju trực tiếp lấy tờ nhật ký đó ra, nhìn thấy nội dung trong đó chính là những gì mình ghi chép về Jin U trong máy tính. Bác sĩ Chu sợ đến mức làm rơi bó hoa trong tay xuống. Chính lúc ông tưởng rằng bí mật của mình đã bị hai người phát hiện, thì mẹ Jin Seong liền hỏi ông có phải có tình cảm với Jin U nhà họ không, thấy hai người hiểu nhầm mình là người đồng tính. Bác sĩ Chu lập tức nói rằng ông không phải người đồng tính, mà chỉ là ông cảm thấy Jin U rất giống cậu con trai ở nước ngoài của mình. Do đó, thường ngày ông hay chú ý đến anh. Còn ở bên này, đội điều tra thông qua máy tính phân tích của Tổng cục, họ đã phát hiện ra Ki Yang đã đăng nhập ở một số nơi. Đồng thời trên máy tính cũng có một đoạn video Mingu xót hẹo vợ mình và cảnh Jin U bị người khác tấn công cũng được tìm thấy trong máy tính của Ki Yang. Xem ra người đã gửi video cho Yang Un và Go Ju chính là Ki Yang, nhưng anh ta không phải là hung thủ thực sự của vụ án giết người liên hoàn, cũng không phải người đã tấn công Jin U, mà trước mắt chỉ có thể xác nhận Mingu đã xót hẹo vợ mình khi vụ án thứ hai và thứ ba xảy ra. Anh ta đều có chứng cứ ngoại phạm, do đó Jin Seong cho rằng để che đậy việc bản thân xót hẹo vợ, Mingu đã mua chuộc Lee Jong để tạo ra vụ án giết người liên hoàn. Yang Un nghe xong cũng cảm thấy rất có khả năng đó. Còn Ki Yang thì là kẻ chủ mưu, người đã lên kế hoạch cho tất cả những chuyện này. Lý do anh ta bắt cóc Hee-ju có lẽ là cảm thấy kế hoạch của bản thân đã bị bại lộ nên mới làm liều như vậy. Còn ở bên này, Mingu ở bệnh viện thì vừa nghe thấy tin tức về lệnh truy nã của Ki Yang, anh ta sốc toàn tập mà lập tức gọi điện cho bố mình, chuẩn bị tiếp tục trốn ra nước ngoài. Lúc này Jin Seong đã kịp thời đến bệnh viện, nói với Mingu lần này đừng mong chạy trốn. Vì anh ta đã bị cấm xuất cảnh rồi, Ki Yang đang bị truy nã và phía cảnh sát đã phát hiện ra lượng lớn chứng cứ đủ để chứng minh Ki Yang và anh ta là đồng phạm. Nghe xong những lời này, Mingu lập tức lấy điện thoại ra gọi cho luật sư. Jin Seong cười nhạo anh ta, lần này bằng chứng đã quá rõ ràng nên đừng có mơ ra khỏi tù được nữa. Cuộc trò chuyện của Jin Seong và Mingu đều đã bị đội trưởng Kim nghe thấy rõ mồn một. Mingu nói rằng trước khi luật sư đến, anh ta vẫn sẽ giữ im lặng. Còn Jin Seong thì lấy ra một thiết bị nghe lén, trực tiếp nhét vào trong tai của Mingu và nói rằng bắt đầu từ giờ trở đi, Mingu bắt buộc phải hợp tác với phía cảnh sát, thấy anh ta vẫn tỏ vẻ không chịu hợp tác. Jin Seong trực tiếp lấy lệnh bắt giữ ra, nếu như anh không muốn phối hợp thì bây giờ lập tức vào tù chơi đi. Jin Seong còn nói thêm, Ki Yang đã bắt cóc con gái của Tổng Thanh tra. Bây giờ sự việc đã trở nên ồn ào, cho dù là ông Bae thì cũng không làm gì được nữa đâu. Nếu như không bắt được Ki Yang thì anh ta phải một mình gánh chịu tội danh giết người hàng loạt đó. Bất lực, Mingu chỉ có thể đeo thiết bị giám sát vào tai. Không lâu sau đó, một nhân viên giao hàng mặc đồ chuyển phát nhanh đi về phía phòng bệnh của Mingu. Khi nhìn thấy hai cảnh sát ở cửa, anh ta lập tức quay đầu bỏ chạy. Đội trưởng Kim nhìn thấy cảnh này trong camera giám sát cũng lập tức chuẩn bị chạy đến hiện trường. Jin Seong cũng nhận được thông báo của đồng nghiệp nên vội vàng chạy đến cửa sau của bệnh viện. Vừa hay nhìn thấy tên giao hàng đang bỏ chạy, Jin Seong nhảy lên và đè người đó ngã xuống. Đợi đến khi cởi khẩu trang của anh ta ra thì mới phát hiện người này không phải là Ki Yang. Người đàn ông nói với Jin Seong rằng mình nhận được một đơn hàng, yêu cầu giao bánh đến phòng bệnh của Mingu, sau đó đặt bánh ở cửa phòng rồi lập tức phán. Vì đối phương đã trả cho mình thù lao khá cao nên anh mới làm theo lời dặn của người khách đó. Đội trưởng Kim ở một bên phát hiện ra không phải Ki Yang thì ra hiệu cho thuộc hạ rời khỏi đó. Tiếp đó Jin Seong tức giận mà xông về phòng bệnh hỏi Mingu có phải Ki Yang vừa mới đến đây. Nhưng anh ta nói Ki Yang chỉ là đến đưa bánh chúc mừng sinh nhật mình thôi. Thì ra vào 30 phút trước, khi hai nhân viên cảnh sát đuổi theo nhân viên giao hàng, Ki Yang đã lén thay đồ của bác sĩ, trà trộn vào phòng bệnh của Mingu. Đầu tiên anh lấy thiết bị giám sát ở tai Mingu ra, sau đó nói rằng bản thân có chuyện muốn nhờ anh ta giúp, nếu Mingu không đồng ý thì sẽ đem đoạn video trong tay giao cho phía cảnh sát. Sau khi uy hiếp Mingu xong, anh liền quay người ra khỏi phòng bệnh để hoàn thành việc Ki Yang giao phó. Mingu nói rằng mình muốn ra viện, sau đó phía cảnh sát bắt đầu giám sát ở nhà Mingu suốt 24 giờ. Còn anh ta thì đang ở trong nhà và nghĩ xem nên làm sao để hoàn thành việc mà Ki Yang nói. Tiếp đó anh ta liền lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho ai đó. Ngay sau đó, một cô gái bắt taxi đến nhà Mingu và nói rằng mình đến thăm anh ta. Thấy vậy, hai nhân viên cảnh sát lập tức liên lạc cho Jin Seong. Anh bảo họ sau khi khám xét xong thì để cho cô vào. Ở bên này, Jin Seong cũng thấy rất kỳ lạ. Cho dù Ki Yang có đố kỵ thế nào với Yang Un đi chăng nữa, thì cũng không cần phải lên kế hoạch cho tất cả chuyện này, thậm chí trước khi giết người. Hee-ju còn cầm đến một bản tài liệu, ba nạn nhân đều tiếp nhận điều trị ở bệnh viện Jin-Jin. Ki Yang gần như luôn làm khó Yang Un vào những lúc quan trọng và tất cả mọi tín hiệu của Ki Yang đều hướng về Yang Un, do đó đây có lẽ không phải là đố kỵ hay mặc cảm đơn thuần, mà giữa hai người có lẽ là có bí mật nào đó không thể cho người khác biết. Ở bên này, hai anh cảnh sát đã giám sát ở nhà Mingu cả buổi chiều. Lúc này một chiếc xe chuẩn bị đi vào nhà anh ta, thế là hai người liền đi tới kiểm tra thì phát hiện ra là xe của lão Bae, nhưng không lâu sau,
chiếc xe lại lái ra ngoài. Tài xế của lão ta nói rằng mình đến giờ tan làm. Và sau khi cảnh sát không thấy ai ở ghế sau thì cũng để cho anh ta đi. Lúc này Jin Se-ong cũng đến và biết được vừa có xe rời đi. Anh cảm thấy không ổn, vội chạy lên phòng Min-gu. Biết được Min-gu đã rời đi, thế là Jin Se-ong lập tức thông báo cho đồng nghiệp chặn chiếc xe vừa rồi lại. Còn ở bên này, Go-ju đang ở nhà thì nhận được điện thoại của mẹ. Mẹ cô nói rằng bà đã gửi một ít hải sản cho cô, bảo cô mai đi đến chỗ quản lý lấy, nếu không sẽ hỏng mất. Cô liền đứng dậy đi tới đó, nhưng chính lúc cô vừa ra khỏi cửa thì lại bị người phía sau uy hiếp, mà người này lại chính là Min-gu. Sau khi Go-ju bị bắt, Yang-un liền đưa tài xế của Min-gu về văn phòng công tố để thẩm vấn. Đối diện với câu hỏi của Yang-un, người tài xế nói rằng mình không biết gì hết, mà chỉ nói cậu chủ đã xuống xe ở ga tàu gần đó. Còn về ga tàu nào thì người tài xế lại không chịu mở miệng nói ra. Cho dù Yang-un lấy tội danh chứa chấp tội phạm và cản trở công vụ ra đe dọa anh ta thì anh ta vẫn không chịu mở miệng. Thấy vậy, Jin Se-ong lập tức quyết định đích thân ra tay. Jin Se-ong vừa vào đã khen ngợi hành vi trình báo của tài xế. Anh nói rằng nếu không có trình báo của người tài xế thì họ sẽ không thể tìm ra. Thì ra lão Bae đã ăn bao nhiêu tiền quyên góp, điều này trực tiếp khiến người tài xế đứng hình. Mà vội nói rằng mình chưa từng trình báo chuyện này. Sau đó Jin Se-ong lại bắt đầu dùng giọng điệu kỳ quái mà nói rằng người bên cạnh lão Bae dường như có quan hệ gì đó với xã hội đen, anh tin là người tài xế không có trình báo. Nhưng lão Bae thì có tin như vậy không? Ngộ nhỡ báo thù người nhà anh ta thì phải làm sao đây? Sau đó anh bắt đầu đi vào vấn đề chính, hỏi anh ta sao Min-gu có thể bắt cóc được Go-ju. Sau một hồi đấu tranh, người tài xế đã đem chuyện này nói với Jin Se-ong. Đầu tiên anh ta giả làm nhân viên giao hàng gọi điện cho Go-ju, rồi nói chuyện Go-ju ở nhà cho Min-gu biết, còn Min-gu thì trốn ở cốp xe. Cuối cùng anh ta đã xuống xe ở trong giam đông. Tiếp đó rất nhanh mọi người đã phát hiện ra biển số xe mà Min-gu đã lên qua camera giám sát ở ga tàu. Còn lúc này Min-gu đang đưa Go-ju đến gặp Ki Yang, cô dùng tay xé băng dính trên miệng ra, sau đó nhân lúc Min-gu không để ý, trực tiếp dùng áo bịt chặt đầu anh ta, cuối cùng chiếc xe mất lái và tông vào hàng rào bên đường, sau đó Go-ju trốn ra khỏi xe, rồi cố gắng rời khỏi đó, lúc này một chiếc xe vừa hay đi qua đây, sau khi vẫy tay ra hiệu cho tài xế dừng lại, Go-ju vội vàng lên xe, sau khi lên xe, nhưng khi người tài xế quay đầu lại thì Go-ju mới phát hiện ra người này lại là Ki Yang. Vừa ra khỏi hang sói, Yang-ju lại tự chui đầu vào hang hổ. Thì ra Ki Yang phát hiện ra định vị điện thoại của Min-gu không hề di chuyển, nên mới lái xe đến đây, thuận tiện bắt luôn cả Go-ju vừa mới chạy trốn lại. Sau đó hai người liền đưa cô đến một căn biệt thự. Còn ở bên này, phía cảnh sát cũng phát hiện ra xe của Min-gu, nhưng trong xe lại không có người. Mà gần đó cũng không có camera giám sát. Yang-un nói rằng gần đây có một căn biệt thự cho tài xế nhà Min-gu, nên rất có khả năng anh ta đang trốn ở đó. Lúc này Min-gu đang nghỉ ngơi trong biệt thự, Ki Yang thì đưa cho hắn đoạn video gốc ghi lại toàn bộ cảnh hắn giết vợ. Min-gu chất vấn Ki Yang sao có thể đảm bảo không có bản sao. Ki Yang liền nói rằng bây giờ họ đã ngồi chung một thuyền nên không có lý do gì để mình hại Min-gu. Đoạn video này trước đó anh ta quay chủ yếu là để ngăn sau này mọi thứ bị lộ thì Min-gu sẽ làm kẻ gánh tội cho mình. Min-gu cảm thấy họ bị bại lộ đều là vì tính khoe mẽ của Ki Yang. Đó chính là chứng cứ về sự tự ti của anh ta. Ki Yang nói rằng mình có rất nhiều thứ bất mãn với nhà họ cha và vẫn luôn nghĩ cách làm sao để bộc lộ hết những sự bất mãn này. Sau đó anh ta liền nghĩ đến việc làm tổn thương Yang-un. Thậm chí anh ta đã từng nghĩ làm thế nào mới khiến Yang-un cảm thấy đau đớn nhất. Và cuối cùng anh ta đã hiểu ra, chính là để Yang-un mất đi Go-ju. Còn ở bên này, Yang-un dẫn một lượng lớn cảnh sát đến biệt thự. Thông qua cửa sổ, họ phát hiện ra bên trong quả thực có hai bóng người. Nhưng khi họ xông vào trong phòng thì lại phát hiện ra hai người đó không phải là Min-gu và Ki Yang, mà chỗ mà hai người họ ở hiện giờ lại chính là biệt thự nhà Yang-un. Lúc này Min-gu còn đang cà khịa Ki Yang, đây vốn là một tội ác hoàn hảo, nhưng giờ lại thêm tội bắt cóc nữa thì hoàn toàn đi luôn. Tuy nhiên, Ki Yang lại nói rằng mình sẽ bắt đầu định nghĩa lại nghĩa của cái gọi là tội ác hoàn hảo. Họ rõ ràng đã biết được hung thủ là ai, nhưng lại không thể bắt được người đó, đó mới chính là tội ác hoàn hảo của thần thánh. Sau đó anh ta liền nói hết toàn bộ kế hoạch của mình ra cho Min-gu biết. Đầu tiên họ sẽ cải trang thành người Hồi giáo từ Trung Đông, dùng hộ chiếu giả bay đến Ả Rập. Cuối cùng lại chuyển chuyến bay đến Belarus, ở đó không có chuyện dẫn phạm nhân về nước, nên đợi chơi chán thì lại đổi thân phận rồi về Hàn Quốc để điều tra ra manh mối. Yang-un đã tìm đến một nhà phân tích tâm lý. Sau khi xem xong cách bố trí nhà Ki Yang, anh đoán rằng Ki Yang là một người có tính khoe mẽ, anh ta là một người cho rằng bản thân là một thiên tài và sẽ không bao giờ bị bắt, cho dù bị bắt thì cũng bày ra bộ dạng chúng mày thử đi tìm động cơ phạm tội của bố mày coi nào. Tiếp đó Jin Se-ong lấy ra một bức ảnh và nói rằng cả tòa nhà chỉ có cái này là không giống. Yang-un liền nói bức ảnh này được chụp khi Ki Yang đánh bại anh trong một cuộc thi bơi lội. Lúc đó Ki Yang tỏ ra vô cùng vui vẻ, nhà phân tích tâm lý cho rằng anh ta đang muốn thu thập cảm xúc của mình những lúc đánh bại Yang-un. Thế là Yang-un lập tức nghĩ đến Ki Yang rất có khả năng đang trốn trong biệt thự nhà mình. Còn ở bên này, Ki Yang đưa Go-ju đến bể bơi, mở van nước trong bể ra, rồi nói với Go-ju nơi đây sẽ đầy nước trong một giờ nữa và không biết trước lúc đó Yang-un có thể tìm thấy cô không. Sau đó anh ta để cô ở đó rồi rời đi.
Cuối cùng Yang-un và Jin Se-ong đã đến biệt thự. Jin Se-ong vừa nhìn đã thấy có một bóng người đang giãy giụa trong bể bơi. Jin Se-ong vội nhảy vào trong nước và dưới sự giúp đỡ của Yang-un, cuối cùng đã đỡ được Go Ju dậy. Yang-un nói rằng ở đây hãy giao cho mình để Jin Se-ong mau chóng đi cứu Hee-ju. Do đó Jin Se-ong liền dẫn người đạp cửa tầng hầm và phát hiện ra Min-gu cũng đang ở đây. Thì ra trước đó Ki Yang đã từng đưa Min-gu đến căn phòng dưới tầng hầm. Tên Min-gu mê gái thì ngoan ngoãn đem bữa tối đến cho Hee-ju và nói rằng cô chính là tác phẩm mà mình trân trọng nhất, đồng thời chuẩn bị đợi sau khi Hee-ju dùng xong bữa tối cuối cùng này, hắn sẽ đến từ từ thưởng thức. Nhưng khi hắn chuẩn bị rời đi thì lại phát hiện ra đã bị Ki Yang khóa lại bên trong. Min-gu ra sức hét qua cửa sổ. Còn Ki Yang thì lại cầm chìa khóa đến bên cạnh cửa sổ và nói rằng một trong hai người họ phải ít nhất có một người bị bắt. Thì như vậy Yang-un mới không mất mặt. Sau khi bị bắt, Min-gu vẫn còn nhấn mạnh bố mình là nghị viên quốc hội và bảo cảnh sát mau chóng thả mình ra. Vì quá ngứa mắt với hắn nên Jin Se-ong liền cho hắn một cước và hỏi Ki Yang đi đâu rồi. Min-gu liền cười nói với anh rằng một người phản bội người khác thì sao có thể nói cho người đó là mình đi đâu được chứ. Nhưng từ trong lời nói của hắn, Jin Se-ong đã hiểu ra Ki Yang không phải muốn lẻn qua biên giới mà là đang chuẩn bị lên máy bay rời khỏi đây. Còn ở bên này, Ki Yang đang cải trang thành người Hồi giáo rồi dùng hộ chiếu giả thành công lấy được thẻ lên máy bay. Chính lúc hắn đang chuẩn bị lên máy bay thì hai người mặc đồ Hồi giáo chặn hắn lại và một người trong đó dán một nhãn dán lên cổ của Ki Yang. Sau đó toàn thân hắn lập tức trở nên yếu ớt rồi trực tiếp ngồi phịch xuống xe lăn. Còn người đàn ông thì liền gật đầu trước camera giám sát của sân bay. Thì ra những người này đều là người do đội trưởng Kim phái đến. Tiếp đó ông liền cầm bộ đàm và nói với hai người. Jin Se-ong cũng đã đến sân bay, thấy Jin Se-ong ngày càng đến gần. Ki Yang cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng để thu hút sự chú ý của anh, nhưng đáng tiếc là hai người cứ như vậy lướt qua nhau. Chính lúc mọi người rời khỏi sân bay thì một người phụ nữ bí ẩn cũng bước ra khỏi sân bay, mà người này dường như có quen biết Jin U. Lúc này bà đang viết ba chữ O Jin U lên trên một quyển sách. Thì ra trước đó Ki Yang đã từng tìm đến người phụ nữ này và cho bà xem đoạn video Jin U bị tấn công. Sau khi xem xong đoạn video đó, bà lập tức sốc toàn tập. Và giờ đây nhìn bệnh viện Jin Jin trước mặt, người phụ nữ quyết định thực hiện kế hoạch báo thù. Bên này mọi người còn đang vui mừng vì đã thành công cứu được Go Ju và Hee-ju. Thì Yang-un lại nhận được thông báo, thi thể của Ki Yang đã được phát hiện ra ở vùng ngoại ô. Đội điều tra lập tức đến hiện trường, phát hiện ra chiếc xe đã bị cháy đen đến mức không thể nhận dạng được. Nhân viên tìm kiếm chứng cứ đã tìm thấy một quyển hộ chiếu cùng một chiếc điện thoại ở gần đó, mà người trên hộ chiếu lại chính là Ki Yang. Các bác sĩ pháp y đã tiến hành khôi phục lại những mảnh xương được tìm thấy tại hiện trường. Mặc dù xương và dấu vân tay đã bị hủy do nhiệt độ cao, nhưng từ trong hồ sơ nha khoa, pháp y vẫn xác nhận được nạn nhân chính là Ki Yang. Jin Se-ong cảm thấy điều này là không thể. Lúc này Yang-un cũng mở điện thoại của Ki Yang ra. Bên trong có một đoạn video, và trong video, Ki Yang còn đang bày tỏ cảm xúc không muốn sống trên đời này, đồng thời còn nói lời tạm biệt cuối cùng với Yang-un nữa. Còn ở bên này, người phụ nữ bí ẩn hẹn mẹ Yang-un đến một nhà hàng. Khi bà vừa ngồi xuống thì cô liền lấy ra một bức thư mà bên trong chính là chi phí xử lý hậu quả mà mẹ Yang-un đã đưa cho mình năm đó, nhưng bản thân không hề dùng tới. Nên bây giờ bà mang trả lời nguyên vẹn cho mẹ Yang-un, lần này quay trở lại bà sẽ nói với bố của Yang-un. Con trai của ông vẫn còn sống rất tốt, mẹ Yang-un rất nghi ngờ. Sao bà lại chọn lúc này? Thì người phụ nữ bí ẩn liền nói rằng, vì lần này bà sắp tổ chức một cuộc triển lãm ở Hàn Quốc và định mời mẹ Yang-un và con trai Jin-u đến, bà cảm thấy đã đến lúc để Jin-u gặp người nhà thực sự của mình rồi. Đối với sự xuất hiện đột ngột của người phụ nữ bí ẩn này, mẹ Yang-un có chút lo lắng. Nhưng hên là bà vẫn chưa biết con trai mình đã chết. Còn bên văn phòng công tố, Go Ju muốn đứng ra tiến hành thẩm vấn Min-gu. Cô hỏi hắn bắt đầu từ khi nào đã cùng Ki Yang lên kế hoạch cho vụ án giết người liên hoàn. Còn Min-gu kiêu ngạo thì nói rằng mình mới là nạn nhân. Trước một năm khi vụ án xảy ra, có một ngày Ki Yang đột nhiên đến phòng khám tìm mình. Sau đó trong hai người lúc uống rượu, Min-gu đã nói đến quan hệ của mình với vợ. Hiện giờ hai người đã như nước với lửa nên cần có một người phải chết. Anh chỉ thuận miệng hỏi Ki Yang có quen sát thủ nào không. Ban đầu Ki Yang thật sự lên mọi kế hoạch cho anh ấy. Min-gu cảm thấy mình bị Ki Yang nắm thóp rồi. Sau đó Ki Yang đề nghị anh ta lợi dụng vụ án giết người hàng loạt để thoát khỏi diện tình nghi. Nếu chỉ giết vợ anh ta thì người bị nghi ngờ đầu tiên sẽ là Min-gu với tư cách là người chồng. Còn nếu biến vợ anh ta trở thành nạn nhân của vụ án giết người hàng loạt thì có thể gây ra tội ác hoàn hảo mà anh ta đã tìm con cừu thế mạng thay Min-gu rồi. Người này chính là Lee Jong. Lee Jong thành công vào làm việc tại phòng khám của Min-gu nhờ sự giúp đỡ của Ki Yang. Mà Min-gu lúc này vẫn đang muốn đẩy hết tội danh cho Ki Yang và Lee Jong. Anh ta nói rằng mọi chuyện đều do Ki Yang sai khiến Lee Jong thực hiện. Go Ju lấy điện thoại ra. Bên trong chính là đoạn video Min-gu giết vợ mình mà cô tìm được ở nhà Ki Yang. Min-gu xem xong video thì lập tức điên lên. Anh ta bắt đầu chửi bới Ki Yang là kẻ khốn nạn. Sau khi trò chuyện với luật sư xong, Min-gu thừa nhận chuyện anh ta giết vợ. Hôm đó, anh ta đưa Lee Eun-jun đến hộp đêm, cố ý ve vãn một lúc trước camera để tạo chứng cứ ngoại phạm. Lúc này Ki Yang đã mang hung khí đến phòng triển lãm trước. Sau đó Min-gu lén lút ra ngoài từ cửa sau hộp đêm, trong đó không có camera và cách phòng triển lãm rất gần.
Sau đó anh ta lấy hung khí đã chuẩn bị sẵn và đi vào phòng triển lãm. Sau đó anh ta nhân lúc vợ mình không chú ý, cưỡng ép tiêm thuốc gây mê cho cô ta. Cuối cùng anh ta giết hại vợ mình. Chỉ là anh ta không biết rằng những chuyện này đều bị Ki Yang trốn ở sau cánh cửa quay hết lại. Minggu nói rằng đây là chân tướng của vụ án. Còn về hai vụ án trước là do Lee Jong làm, Goju nói rằng Ki Yang khai với phía công tố đều do Minggu làm. Nhưng bây giờ anh ta lại nói rằng đều do Lee Jong làm. Cô cảm thấy Minggu muốn giảm tội danh nên cố ý đẩy tội ác cho Lee Jong. Nhưng Minggu nói rằng thật sự không phải do anh ta làm. Nếu là anh ta thì tên khốn nạn Ki Yang sao có thể không quay lại video chứ. Cuối cùng vụ án giết người hàng loạt đã được phá. Minggu bị khởi tố vì tội giết người và là đồng phạm trong vụ án giết người hàng loạt. Về việc Ki Yang tử vong nên không có quyền khởi tố. Nhưng Yang Un lại cảm thấy chuyện Ki Yang tự vấn rất đáng nghi. Bộ trưởng lại nói rằng Giang và Di ảnh đều chứng thực đây là vụ tự vấn. Hơn nữa bài báo vụ án liên quan đến Ki Yang đã công khai, khó khăn lắm người dân mới hết lời khen ngợi. Goju cũng cảm thấy Ki Yang là người chứng kiến vụ án Jin U bị giết, không loại trừ khả năng anh ta bị giết hoặc ngụy tạo thành tự vấn. Lần này công tố viên trưởng lại đồng ý để Yang Un điều tra chuyện này. Nhưng điều kiện là hy vọng Yang Un nghỉ ngơi vài ngày. Một hôm mẹ của Jin Seong đã mơ thấy Jin U vào đêm qua nên bà mới nhớ ra hôm nay là sinh nhật của Jin U. Mẹ Goju thấy bà đang làm canh rong biển thì tò mò rằng hôm nay là sinh nhật ai. Mẹ Jin Seong nói rằng hôm qua bà mơ thấy Jin U nên mới nhớ ra hôm nay là sinh nhật của anh ấy. Mẹ Goju nói rằng không phải đã qua sinh nhật của Jin U rồi sao, bà ấy nhớ Jin U và Jin Seong sinh cùng ngày mà. Lúc này mẹ của Jin Seong mới nói cho bà ấy rằng thật ra sinh nhật của Jin U là hôm nay. Trước đây bà muốn tiện lợi nên bảo Jin U và Jin Seong cùng sinh nhật. Mẹ Jin Seong nói rằng chuyện này tuyệt đối không được để Jin Seong biết, nếu không bà toi mạng mất. Mẹ Goju nói rằng mình nhất định kín miệng. Chớp mắt bà đã nói với bác sĩ Chu. Bác sĩ Chu nói rằng tối nay ông ta sẽ chuẩn bị tiệc sinh nhật cho Jin U. Jin U thích ăn bánh ngọt nên để ông ta chuẩn bị. Buổi tối, mẹ Jin Seong chuẩn bị một bàn thức ăn. Bác sĩ Chu cũng mang bánh ngọt mà Jin U thích ăn đến. Lúc ba người đang chuẩn bị bắt đầu tiệc sinh nhật thì Jin Seong và Goju trở về nhà. Jin Seong nhìn thấy một bàn đầy món ăn thì tò mò rằng hôm nay là sinh nhật ai. Mẹ Jin Seong và mẹ Goju đồng thời lên tiếng nói rằng là sinh nhật của bác sĩ Chu. Dưới sự ép hỏi của Jin Seong, mẹ Goju tự khai ra rằng hôm nay là sinh nhật của Jin U. Mẹ Jin Seong vội vã giải thích. Dạo này mẹ Goju già rồi nên hồ đồ, thường xuyên nhớ sai ngày. Jin Seong nhìn những món ăn trên bàn đều là món ăn yêu thích của Jin U, thậm chí bánh sinh nhật cũng là bánh sinh nhật bạc hà mà Jin U thích. Khi nhìn thấy mọi thứ này, mẹ Goju vội vã kéo mọi người đi. Lúc này mẹ Jin Seong mới nói ra sự thật. Thật ra Jin U không phải em trai ruột của Jin Seong. Năm đó lúc bà mang thai Jin Seong đã ở Seoul. Lúc đó có một học sinh rất trầm tính sống bên cạnh nhà họ. Cha mẹ cô ấy nợ rất nhiều tiền. Sau đó lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Bố mẹ đều chết. Cô ấy vừa đi làm thêm vừa học đại học. Mẹ Jin Seong thấy cô đáng thương nên thường gọi cô đến nhà ăn cơm. Sau đó họ dọn về Ujin thì mẹ Jin Seong đã tặng cho cô ấy một đôi giày da và đưa cho cô ấy địa chỉ quê nhà. Bà nói với cô ấy rằng nếu không sống nổi thì có thể đến Ujin tìm mình. Vào một buổi chiều nhiều năm sau, cô gái đưa một đứa trẻ đến trước mặt bà. Cô ấy không tránh được vận mệnh bi thảm. Sau đó mẹ Jin Seong nhận cô ấy và làm thêm trong quán ăn. Cho đến hôm họ đi qua bờ biển, mẹ Jin Seong thấy cô ấy cứ đờ đẫn nhìn biển cả. Bà hiểu rõ trong lòng cô ấy chắc chắn vô cùng đau khổ, nhưng không ngờ mấy ngày sau cô gái đã nhảy xuống biển tự vấn. Do không tìm thấy thi thể nên cảnh sát xử lý theo vụ tự vấn. Lúc đó bà không nhẫn tâm đưa Jin U đến trại trẻ mồ côi. Sau đó lúc bà đăng ký ngày sinh cho Jin U nhưng vì không biết ngày sinh của Jin U nên bà đành lấy ngày sinh giống ngày của Jin Seong. Sau đó bà sắp xếp lại di vật của mẹ Jin U mới phát hiện ngày sinh thật của Jin U. Sau đó Jin U học cấp 3. Mẹ ruột của anh ấy đột nhiên xuất hiện, hóa ra lúc đó cô ấy nhảy xuống biển nhưng được một người nghèo cứu sống, sau đó hai người kết hôn. Jin Seong cảm thấy lạ vì sao Jin U không rời đi cùng mẹ ruột của mình, lúc đó Jin U nói rằng muốn sống cùng họ. Mẹ Jin Seong nói rằng nếu lúc đó Jin U rời đi thì có lẽ anh ấy sẽ không chết. Jin Seong kể chuyện này cho Goju. Anh rất tự trách vì không chăm sóc tốt cho Jin U, ngược lại Jin U là em trai lại luôn chăm sóc anh. Người làm anh như anh lại không biết em trai chết thế nào, anh không xứng đáng làm anh trai. Goju ở bên cạnh an ủi Jin Seong. Anh chính là anh trai của Jin U, cô bảo Jin Seong đừng tự trách mình. Nếu Jin U nhìn thấy anh như này thì sẽ đau xót nhường nào. Jin Seong nói rằng anh nhất định sẽ điều tra vụ Jin U chết như nào. Bên kia Yang Un nói với bố mẹ rằng mình muốn kết hôn với Goju. Bố mẹ anh nghe thấy tin tức này thì vô cùng bất ngờ. Bởi vì con dâu đồng ý trong lòng họ là Hiju, con gái của công tố viên trưởng, Yang Un hy vọng bố mẹ có thể tôn trọng sự lựa chọn của anh. Sau đó Yang Un đến Ujin tìm Goju. Yang Un uống xong cốc bia thì lập tức cầu hôn Goju. Goju thấy rất lạ, anh vừa đến đã lập tức cầu hôn chứ không phải tỏ tình. Goju cũng bày tỏ rằng mình thích Yang Un, nhưng bây giờ kết hôn thì sớm quá, ít nhất phải đợi sau khi phá được vụ án của Jin U rồi tính tiếp. Sau đó Yang Un bày tỏ rằng trước khi cô đồng ý kết hôn thì có một chuyện cô nhất định phải biết, đó là anh bị bệnh tim bẩm sinh. Nhưng bây giờ đã hồi phục rồi, năm ngoái trước khi anh đi đào tạo thêm đã làm một ca phẫu thuật cấy ghép tim.
Goju nói rằng mình thích Yang-un thì sẽ thích những khuyết điểm và vết thương của anh. Bên kia Jin Seong lấy một bức ảnh mà Jin-woo cất giữ ra và hỏi mẹ mình. Mẹ có từng nghe Jin-woo nhắc đến cái này không? Mẹ Jin Seong nhìn thấy bức ảnh thì nhớ đến lúc trước Jin-woo nói với bà rằng mẹ ruột của anh nói với anh rằng trong nhà cha ruột của anh cũng có một bức tượng y hệt như này. Anh từng đến nhà cha ruột nhưng lại không gặp cha ruột. Mẹ Jin Seong chỉ biết mẹ của Jin-woo tên là Jin Mary, từng học khoa mỹ thuật của Đại học Hàn Quốc, còn lại thì bà không biết gì cả. Sau đó hai người trò chuyện đến sự yêu thương của bác sĩ Chu với Jin-woo. Mẹ Jin Seong đưa nhật ký Jin-woo mà bác sĩ Chu viết lúc trước cho Jin Seong xem. Jin Seong đọc xong thì lập tức cảm thấy chuyện này rất kỳ lạ. Đây không phải là nhật ký bình thường, đây vốn là báo cáo theo dõi. Thế là anh đến phòng khám hỏi bác sĩ Chu rằng vì sao ông lại theo dõi Jin-woo nhà anh. Bác sĩ Chu ấp úng trả lời rằng là tổ trưởng Kim của bệnh viện Jin-jin yêu cầu ông làm. Sau đó ông ấy lấy ảnh của tổ trưởng Kim ra, Jin Seong phát hiện tổ trưởng Kim chính là cái người luôn xử lý công việc giúp nhà Yang-un. Sau đó Jin Seong hẹn gặp tổ trưởng Kim, anh hỏi đối phương rằng vì sao lại bảo bác sĩ Chu theo dõi Jin-woo. Tổ trưởng Kim đọc nhật ký theo dõi xong thì nói rằng đây là một hạng mục nghiên cứu của bệnh viện Jin-jin. Lúc Jin Seong nói rằng muốn xem tài liệu nghiên cứu thì tổ trưởng Kim từ chối anh vì bí mật thương mại. Vì thế Jin Seong lại hỏi ông ta rằng hôm Jin-woo bị hại thì ông ta ở đâu. Sau khi tổ trưởng Kim kiểm tra lịch trình thì nói với Jin Seong rằng hôm đó ông ta không đi Ujin. Sau đó ông đưa danh thiếp cho Jin Seong và nói rằng nếu cần thì ông ta có thể hợp tác điều tra. Jin Seong trở về sở cảnh sát đã phân tích với đồng nghiệp, tổ trưởng Kim đều trả lời trôi chảy mọi chuyện. Dường như đã chuẩn bị từ trước vậy, điều này càng khiến Jin Seong nghi ngờ. Đồng nghiệp nói rằng anh điều tra được tổ trưởng Kim từng là thành viên của bộ phận lính đặc chủng và anh đang liên hệ với đồng đội cũ để lấy tài liệu. Ngày hôm sau Chê Súc ở Bộ Giao thông gia nhập tổ trọng án. Thông qua các kênh bí mật của mình, anh ấy điều tra được bác sĩ Chu từng bị khởi tố vì sự cố y khoa. Sau đó bệnh viện Jin-jin giúp ông ta lo liệu việc này. Lúc này một luật sư đột nhiên đến tổ trọng án. Anh ta là luật sư cố vấn của Ki Yang, đồng thời cũng là người thừa kế của anh ta. Mặc dù có thỏa thuận thừa kế nhưng mọi người vẫn rất nghi ngờ, bình thường đều là người nhà và người thân thích trở thành người thừa kế. Vì sao tài sản của Ki Yang lại để luật sư thừa kế chứ? Luật sư Hong giải thích rằng mẹ của anh và mẹ của Ki Yang là bạn tốt. Còn Ki Yang không có người thân nào khác ngoại trừ anh ta ra. Anh ta nhớ đến trước đây Ki Yang gọi anh ta ra quán bar và bảo anh là người kế thừa tài sản của anh ta. Lúc đó, luật sư Hong còn cho rằng anh ta đùa bỡn. Cho đến khi Ki Yang nói rằng e rằng một ngày nào đó đột nhiên biến mất, anh ta muốn trước khi biến mất tìm một người thừa kế tài sản của anh ta. Mặc dù không nhiều nhưng anh ta cũng không muốn bị tịch thu, nhưng anh ta có một điều kiện. Anh ta hy vọng vào ngày giỗ của mẹ, luật sư Hong có thể đến thăm mộ một chút. Luật sư Hong nói với Jin Seong rằng trước đây mẹ của anh ta và mẹ của Ki Yang đều là người mẫu. Buổi tối Jin Seong kể chuyện điều tra mấy ngày hôm nay cho Goju. Anh cảm thấy tổ trưởng Kim nhắc đến kế hoạch nghiên cứu của bệnh viện Jin-ji nhất định là giả. Jin Seong muốn ngày mai chia sẻ những chuyện này với Yang-un. Goju sợ Yang-un không chịu được sự đả kích này vì lúc trước anh từng làm phẫu thuật cấy ghép tim. Goju kể chuyện Yang-woo bị bệnh tim bẩm sinh và năm ngoái làm phẫu thuật tim cho Jin Seong. Jin Seong cũng cảm thấy tự trách vì mâu thuẫn giữa anh và Yang-woo lúc trước. Goju bảo anh đừng tự trách bản thân, có tin tức mới nhất thì nói với anh ấy. Ngày hôm sau, Jin Seong tìm được thành viên cũ của tổ trưởng Kim nhờ đồng nghiệp giúp đỡ. Ông ta nói với mọi người rằng tổ trưởng Kim là người giỏi nhất trong đội lính đặc chủng, các bài kiểm tra đều luôn đạt điểm tối đa. Cuối cùng bị thương trong một lần hành động ở nước ngoài, lúc ông ta đang cận kề cái chết. May mà mẹ của Yang-un của bệnh viện Jin-jin đã cứu sống ông ta. Sau đó ông ta rời khỏi đội lính đặc chủng và không có tin tức gì nữa. Thành viên cũ vốn muốn mời tổ trưởng Kim đến livestream của mình. Ngay cả tiêu đề cũng nghĩ xong rồi, người đàn ông dũng cảm Andrew. Lúc này Jin Seong đột nhiên nhớ đến lúc trước anh điều tra chiếc cúc bản giới hạn, từng nhìn thấy chữ Andrew trong danh sách mua hàng. Anh lập tức bỏ lại mọi người và chạy đến cửa hàng trang phục. Jin Seong xem lại tài liệu khách hàng mua chiếc cúc đó. Phát hiện thật sự có người tên Andrew, nhưng số điện thoại trên tài liệu lại khác với số điện thoại của tổ trưởng Kim. Dưới sự nhắc nhở của nhân viên bán hàng, Jin Seong dùng điện thoại của cửa hàng để gọi số điện thoại trên tài liệu. Hóa ra tổ trưởng Kim mới là hung thủ hại chết Jin-woo. Jin Seong trở về cục cảnh sát kể kết quả điều tra của anh cho mọi người. Kẻ tập kích Jin-woo chính là tổ trưởng Kim. Mà nguyên nhân ông ta làm như vậy chắc chắn là mệnh lệnh của mẹ Yang-un. Trước đó anh từng nghe Goju nhắc đến lúc Jin-woo hiến tặng nội tạng thì vừa hay Yang-un làm phẫu thuật cấy ghép tim. Anh nghi ngờ tổ trưởng Kim để Yang-un có thể thuận lợi phẫu thuật cấy ghép tim mới tấn công Jin-woo để Jin-woo xuất hiện dấu hiệu chết não. Ông cảnh sát cảm thấy Jin-jin là bệnh viện lớn nhất cả nước, tìm một trái tim tương thích cho công tố viên cha chắc hẳn không khó. Nếu Jin-woo có liên quan đến ca phẫu thuật cấy ghép tim của công tố viên cha, vậy thì vì sao chứ? Vì sao lại cứ nhất định phải là tim của Jin-woo? Hơn nữa vì sao chắc chắn rằng Jin-woo có thể tương thích thành công? Jin Seong bảo họ điều tra người nhận hiến tim của Jin-woo trước. Lúc này Jin Seong nhận được cuộc gọi của mẹ mình.
có người gửi cho Jin U một thiệp mời triển lãm, thiệp mời giống hệt bức ảnh mà Jin U để lại. Jin Seong quyết định đến chào hỏi vị họa sĩ Mary này. Jin Seong đến hội trường và hỏi cách thức liên hệ của họa sĩ Mary từ phía người phụ trách, nhưng anh bị từ chối vì vấn đề riêng tư. Jin Seong nghe lén thấy họa sĩ Mary có buổi phỏng vấn độc quyền vào thứ tư, vì thế anh hẹn gặp Hiju, muốn điều tra số điện thoại của Mary từ bạn bè phóng viên của cô. Trong lúc nói chuyện, Jin Seong biết được một manh mối quan trọng từ phía Hiju, tượng điêu khắc trong ảnh y hệt với tượng điêu khắc của nhà Yang-un. Jin Seong đến công ty thiết kế nhờ sự giúp đỡ của Hiju, người phụ trách xem xong bức ảnh thì nói rằng đây là tượng điêu khắc của chủ tịch cha. Năm đó họ đề cử rất nhiều tác phẩm, cuối cùng chủ tịch cha chọn một tác phẩm của thực tập sinh. Lúc đó còn có tin đồn về chủ tịch cha và thực tập sinh đó. Jin Seong hỏi anh ta rằng thực tập sinh kia có phải tên là Jin Mary không. Người phụ trách khẳng định với anh rằng đúng là tên này. Jin Seong đang chuẩn bị rời đi thì nhận được tin nhắn mà Hiju gửi đến. Vì thế anh lập tức gửi tin nhắn cho Mary để nói với cô rằng mình là anh trai của Jin U và hy vọng có thể gặp cô ấy. Mary kiểm tra lịch trình của mình rồi mới trả lời Jin Seong rằng 7 rưỡi tối nay gặp. Buổi tối Jin Seong đến khách sạn theo lịch hẹn, vừa hay anh gặp tổ trưởng Kim đang chuẩn bị rời đi. Sau khi hai người thăm dò lẫn nhau xong thì tổ trưởng Kim rời khỏi khách sạn, mà mục đích đến đây của ông ta là ký một thỏa thuận bí mật với Mary. Mary không được tiết lộ mối quan hệ của bà ta với Jin U, điều kiện trao đổi là tập đoàn Jin Jin sẽ tài trợ cho cô ta 2 triệu đô la Mỹ. Bên khác đối mặt với những lời nói bóng gió từ phía Jin Seong, Mary không hề trả lời câu hỏi của anh ấy. Jin Seong vẫn hẹn Yang Un ra ngoài và kể cho anh về những diễn biến mới nhất trong vụ án Jin U bị soát hẹo. Yang Un không dám tin rằng hung thủ là tổ trưởng Kim. Sau đó anh lại xem báo cáo giám sát của bác sĩ Chu với những bức ảnh được Jin U lưu lại. Yang Un bắt đầu tranh đấu trong lòng. Anh không muốn thừa nhận những việc này là sự thật, nhưng bằng chứng trước mắt lại khiến anh không thể không tin. Yang Un trở về nhà và ngẩn ngơ nhìn bức tượng điêu khắc trong ảnh của Jin U. Chủ tịch cha thấy con trai ngẩn ngơ thì hỏi anh rằng vì sao lại không vào. Yang Un hỏi bố mình rằng có quen bà Jin Mary không. Bố của Yang Un sững sờ một lúc, sau đó kể cho anh biết sự thật. Năm đó ông qua lại với Jin Mary một thời gian, hai người còn có một đứa con. Không lâu sau chuyện này bị mẹ của Yang Un biết, cuối cùng vì áp lực từ phía gia đình, ông đã chia tay với Jin Mary. Chủ tịch cha hỏi Yang Un rằng có phải anh đã gặp đứa trẻ đó rồi không. Yang Un nói với bố mình rằng cậu ta đã chết rồi. Yang Un trở về phòng không dám tin mọi thứ này đều là sự thật. Jin U lại chính là anh em cùng cha khác mẹ với anh. Anh hiểu rằng phán đoán của Jin Seong là đúng. Sau đó anh gửi tin nhắn cho Jin Seong để bày tỏ rằng phán đoán của anh ấy là đúng. Jin Seong kể toàn bộ sự việc cho Go Ju và nói rằng mọi chuyện đều có được bằng chứng của Yang Un. Việc giám sát Jin U hoàn toàn không phải vì dự án nghiên cứu khoa học, mà là để Yang Un lấy được trái tim của Jin U. Vì vậy mới để tổ trưởng Kim hẹo chết Jin U. Bây giờ chỉ cần điều tra được kẻ cuối cùng lấy cắp trái tim của Jin U là ai thì mọi suy đoán đều có được chứng cứ. Hôm sau Jin Seong nhận được hồ sơ hiến tặng nội tạng thì rất chán nản, bởi vì trong đó không hề ghi chép về việc Yang Un chấp nhận cấy ghép tim. Trong khoảng thời gian Jin U tử vong đến lúc Yang Un xuất cảnh, tổng cộng tiến hành 8 lần phẫu thuật cấy ghép tim. Nhưng bên trong không hề ghi chép lại quá trình cấy ghép tim của Yang Un. Anh cảm thấy đây nhất định là hồ sơ do bệnh viện Jin Jin ngụy tạo. Bên phía Yang Un cũng nhận được hồ sơ cấy ghép tim nên đã đến hỏi bác sĩ phẫu thuật của anh tại sao trong đó không ghi chép ca phẫu thuật của anh. Bác sĩ nói rằng mình chỉ phụ trách phẫu thuật, quá trình cấy ghép không phải do anh ta quyết định. Yang Un ép hỏi bác sĩ rằng anh vừa gọi điện liên lạc với người nhận được hiến tặng trái tim của Jin U. Đối phương nói rằng anh ta không hề được phẫu thuật cấy ghép tim. Nhưng bác sĩ không nói bất kỳ điều gì mà hoảng loạn rời đi. Bên kia Jin Seong xử lý vụ án đang chuẩn bị bắt tổ trưởng Kim. Anh bảo Go Ju hãy đi xin lệnh bắt giữ. Nhưng Go Ju lại bảo Jin Seong đừng kích động. Thế là ngay sau đó Jin Seong đến tìm tổ trưởng Kim. Anh cảm thấy cần tổ trưởng Kim xác nhận lại vài chuyện về vụ án của Jin U. Tổ trưởng Kim cảm thấy rằng lần trước ông ta đã nói hết rồi. Nếu Jin Seong vẫn muốn biết thêm thì mời anh làm theo quy trình. Nếu Jin Seong vẫn tiếp tục gây chuyện ở đây thì ông ta sẽ xử lý theo quy định của bệnh viện. Lúc này Jin Seong mới nhớ lại lời dặn dò của Go Ju. Anh nói rằng sẽ làm theo quy trình. Bên khác Yang Un đến nhà tổ trưởng Kim. Anh nói với tổ trưởng Kim rằng anh đã biết chuyện mẹ anh cứu anh trong lúc nguy hiểm. Anh hiểu rõ tổ trưởng Kim sẽ che chở cho mẹ mình cả đời này. Yang Un cầm cúc áo kia và nói với ông ta rằng chiếc ghim này được Jin Seong tìm thấy trong hiện trường vụ án của Jin U. Anh không hiểu vì sao tổ trưởng Kim không đặt làm lại một chiếc mới hoặc là vứt đi. Tổ trưởng Kim nói rằng chiếc cúc đó là món quà mà viện trưởng tặng ông ta nhân ngày kỷ niệm 25 năm hẹn hò của ông ta và mẹ Yang Un nên ông ta không nỡ vứt đi. Tổ trưởng Kim cảm thấy mẹ Yang Un đã hy sinh cả đời người để cứu Yang Un. Đây là điều cao quý nhất khi được làm một người mẹ. Ông ta hy vọng Yang Un có thể hiểu tâm trạng của người làm mẹ. Yang Un nói với ông ta rằng đội điều tra đã có chứng cứ và rất nhiều tình báo. Lần này e rằng rất khó thoát khỏi pháp luật. Yang Un chuẩn bị trở lại xe thì chuông cảnh báo của đồng hồ chợt vang lên. Tim của anh bắt đầu xuất hiện triệu chứng đau đớn. Sau khi anh trở về nhà đã chất vấn mẹ mình. Có phải mẹ đã biết Jin U cấy ghép tim cho con chính là em ruột của con hay không? Mẹ Yang Un nói rằng lúc Oh Jin U được đưa tới bệnh viện thì đã chết não rồi. Chỉ là nội tạng tứ chi phù hợp nên mới cấy ghép cho anh. Đây là lẽ thường và cũng phù hợp trình tự.
cho nên chuyện này không hề liên quan đến Yang-un. Yang-un không ngờ rằng mẹ mình lại lạnh lùng vô tình như vậy. Anh đưa hồ sơ phẫu thuật cấy ghép tim cho mẹ mình xem và nói rằng nếu mọi thứ đều giống như bà nói thì vì sao lại ngụy tạo hồ sơ phẫu thuật. Kể từ khi anh sinh ra đã bị bệnh tim, quả thực rất không may mắn. Nhưng anh không thể chấp nhận mẹ mình dùng cách đáng sợ như vậy để cứu mình, dù bất kỳ người mẹ nào trên đời này cũng sẽ không lựa chọn phạm tội để cứu con trai của mình. Mẹ của Yang-un nói rằng đó là họ không thể chấp nhận nhưng bà có thể hy sinh mọi thứ để làm điều đó. Bà không thể chấp nhận được việc con trai biến mất khỏi thế giới này. Lẽ nào bà phải nhìn thấy Yang-un tự sinh tự diệt sao? Nhưng Yang-un lại cảm thấy để anh tự sinh tự diệt còn hơn bây giờ anh trở thành một thằng anh trai vô liêm sỉ cướp đi mạng sống của em mình. Sau khi Yang-un rời đi, chủ tịch Cha hỏi vợ mình rằng có phải ngay từ đầu bà đã lên kế hoạch cấy ghép tim của Jin-woo không? Nhưng mẹ của Yang-un nói rằng tìm được người phù hợp nhất với Yang-un là trách nhiệm của bà, cho dù người phù hợp nhất là chủ tịch Cha thì kết quả cũng không hề thay đổi. Sau đó chủ tịch Cha tìm Yang-un để giải bày tâm sự, ông nói với Yang-un rằng mẹ anh không thể ngủ quá 2 tiếng mỗi ngày. Mỗi tối trong suốt 20 năm nay, bà ấy đều kiểm tra tình trạng của Yang-un cứ 2 tiếng một lần. Trước khi bà trở thành bác sĩ thì đã là một người mẹ, bà không cho phép Yang-un xảy ra bất kỳ bất trắc nào cả. Sau khi bố anh rời đi thì Go-ju gọi điện đến. Go-ju biết rằng bây giờ Yang-un vô cùng khó xử. Nhưng cô vẫn nói với Yang-un rằng cô ấy cảm thấy mọi chuyện đều do mẹ của Yang-un dàn xếp. Go-ju kể lại toàn bộ quá trình vụ án cho Yang-un nghe. Nhưng Yang-un lại cho rằng cho dù cúc áo ở hiện trường vụ án cũng không thể chắc chắn chứng minh người này chính là hung thủ. Cho dù anh đã đến Ujin cũng không thể chứng minh rằng do chính tay anh hại chết Jin-woo. Anh phải suy nghĩ mọi khả năng. Go-ju nói rằng không có hồ sơ ca phẫu thuật cấy ghép thì nên giải thích thế nào. Tuy nhiên bệnh nhân ghi nhận là đã cấy ghép tim của Jin-woo thực chất chưa hề được phẫu thuật. Yang-un hy vọng Go-ju không tham gia vào vụ án này. Cô đã vất vả điều tra và truy tố gian khổ, thậm chí sẽ mất đi chức vụ công tố viên nếu đang cố gắng thuyết phục Go-ju nghỉ việc. Go-ju nói rằng cô đã quyết tâm rồi. Yang-un bảo cô phải chọn một trong hai giữa mình và Jin-woo, nhưng cho dù cô chọn ai thì họ sẽ không thể quay lại quãng thời gian vô lo vô nghĩa trước đây được nữa. Bên khác, Jin Seong gõ cửa nhà của tổ trưởng Kim và khẩn cấp bắt giữ ông ta với tội danh nghi ngờ giết Jin-woo. Trở lại đồn cảnh sát, luật sư của tổ trưởng Kim không hề vui vẻ nếu đã xin được lệnh bắt giữ. Vậy vì sao phải bắt giữ khẩn cấp chứ? Jin Seong nói rằng đối phương là lính đặc chủng, có nguy cơ chạy trốn. Sau đó Jin Seong bắt đầu thẩm vấn tổ trưởng Kim, nhưng ông ta lại lấy cớ không biết gì để từ chối trả lời câu hỏi. Luật sư cảm thấy đây đều là suy đoán của Jin Seong mà không hề có chứng cứ xác thực. Thế là Jin Seong lấy ra một USB và nói rằng bên trong có video tổ trưởng Kim tấn công Jin-woo. Ông ta không ngờ sẽ có một người chứng kiến quay lại đoạn video này ở hiện trường. Tổ trưởng Kim nghe thấy câu nói này thì lông mày bất giác nhướng lên, ông ta bắt đầu chột dạ rồi. Jin Seong chuẩn bị buộc tội danh nghi ngờ giết hại Oh Jin-woo để đưa ông ta đến đồn cảnh sát và ông ta còn có một đồng phạm là Lee Woo-suk. Vừa nghe thấy tên của viện trưởng, tổ trưởng Kim liền cảnh cáo Jin Seong, cho dù anh ấy viết kịch bản như nào đều phải cẩn thận tội danh vu khống. Mà lúc Jin Seong chuẩn bị đưa tổ trưởng Kim vừa đi vệ sinh xong trở về phòng thẩm vấn thì đồng nghiệp xông vào nói với anh rằng lệnh bắt giữ bị bác bỏ. Bây giờ họ buộc phải lập tức thả tổ trưởng Kim ra. Bên khác, công tố viên trưởng đột nhiên tìm Go-ju và hỏi cô ấy rằng con gái Hee-ju bị sao vậy. Hóa ra hôm qua con gái Hee-ju đột nhiên tới tìm ông ta và nói rằng muốn đi làm, hơn nữa còn muốn tham gia vào đội điều tra của Go-ju. Bắt đầu từ bây giờ, cô ấy quyết định sẽ làm một công tố viên liêm chính. Go-ju nói rằng mình cũng không rõ. Cô chỉ kể chi tiết vụ án cho Hee-ju, công tố viên trưởng cổ vũ Go-ju hãy làm cho tốt. Suy cho cùng đây là nỗ lực của cô để đổi lấy việc từ bỏ sự nghiệp công tố viên và cả cuộc đời mình. Hee-ju vừa đi làm thì đã mua cho mỗi người một cốc cà phê. Sau đó Hee-ju kể cho mọi người một bí mật. Cô gặp luật sư của Min-gu ở khoa thần kinh của bệnh viện. Cô chuẩn bị lấy lý do bị trầm cảm để xin Min-gu giám định thần kinh, mà bệnh viện làm giám định đó chính là bệnh viện Jin-jin. Hee-ju không ngờ mẹ của Yang-un lại làm ra loại chuyện đáng sợ như vậy. Bên khác, mẹ của Jin Seong phát hiện đồng nghiệp trước đây của anh thường xuyên đến quán ăn. Thật ra là do Jin Seong nhờ và họ đến bảo vệ và theo dõi bác sĩ Chu trước khi họ rời đi. Mẹ của Jin Seong đã kéo một người trong đó lại. Do mẹ Jin Seong đã bức ép truy hỏi nên đồng nghiệp cũ của Jin Seong đã kể cho bà nghe sự thật. Chẳng mấy chốc mẹ Jin Seong đã đến Seoul. Bà hỏi Jin Seong rằng hung thủ giết chết Jin-woo là ai. Quyển nhật ký của bác sĩ Chu rốt cuộc là đã đưa cho ai ở bệnh viện Jin-jin, bà sẽ giết kẻ đó. Mẹ Jin Seong cảm thấy tức điên lên lúc con trai Jin-woo sắp chết. Mà người làm mẹ như bà lại đang hát hò ở đó, bà nhất định phải biết rõ mọi chuyện. Nếu không bà sẽ không rời khỏi Seoul. Bên kia mấy người trong nhà chủ tịch Cha đang thảo luận về vụ án của tổ trưởng Kim. Luật sư nói rằng mặc dù phía cảnh sát sẽ yêu cầu xuất hiện để điều tra, nhưng hiện tại vẫn chưa có chứng cứ xác thực. Cho nên có đi hay không là quyền của tổ trưởng Kim. Lúc luật sư đang chuẩn bị mở sâm panh chúc mừng thì Yang-un đến phòng tiệc. Anh giật lấy chai sâm panh và đổ hết vào thùng đá. Anh nói với mọi người rằng tổ trưởng Kim và mẹ mình sẽ bị khởi tố vì tội danh giết người có chủ ý. Mặc dù không có chứng cứ trực tiếp nhưng lại có rất nhiều chứng cứ gián tiếp, luật sư cũng rất lo lắng về người chứng kiến mà cảnh sát nhắc đến trước đó.
Sau khi luật sư rời đi, Yang Un nói với họ rằng người chứng kiến chính là Ki Yang. Sau đó anh lại hỏi hai người rằng có phải họ can thiệp vào chuyện Ki Yang tự vấn hay không. Bây giờ anh hỏi điều này từ góc độ đưa ra lời khuyên pháp lý cho mẹ mình, anh hy vọng mẹ mình có thể thành thật trả lời. Mẹ Yang Un thẳng thắn nói rằng bà không làm. Tiếp đó Yang Un nói rằng anh đưa ra một vài lời khuyên bảo vệ người nhà của mình với tư cách là một công tố viên. Bây giờ chỉ có sự thật, đó là Oh Jin U là con riêng của bố mình. Bắt buộc phải khiến mẹ ruột của anh ta không được nói bậy bạ. Mẹ Yang Un nói rằng kẻ thấp hèn có thể bán con vì tiền. Bà đã trả cái giá đủ để bà ta ngậm miệng rồi. Lúc này Go Ju cũng nghĩ đến chuyện tìm Mary làm nhân chứng để chứng minh tổ trưởng Kim biết Jin U là con riêng của chủ tịch cha. Sau đó nộp đơn xin lệnh bắt giữ vì tội âm mưu phạm tội. Ngày hôm sau mẹ Yang Un không an tâm nên đã đến khách sạn tìm Mary. Bà ta muốn nói chuyện với Mary. Mary lại bảo mẹ Yang Un đợi. Bởi vì bà ta đã có hẹn với người khác, mà người hẹn gặp Mary chính là Jin Seong. Mary vừa đến đã nói rằng Jin U bị bệnh viện Jin Jin hại chết và hỏi vì sao Ki Yang lại chết. Điều này khiến Jin Seong vô cùng kinh ngạc. Bởi vì đối phương lại quen biết Ki Yang, Mary nói với Jin Seong rằng thật ra trước khi bà trở về, đã biết chân tướng chuyện Jin U bị hại chết rồi. Trước đó Ki Yang đến tìm bà với tư cách là phóng viên và cho bà xem video Jin U bị hại. Mary biết được Jin U bị hại thì vô cùng sửng sốt. Sau đó Ki Yang lại cho bà xem đoạn video khác. Trong video Mary biết được chuyện cấy ghép tim cho Yang Un. Ki Yang nói với Mary rằng thật ra anh cũng là một người được chọn hiến tạng. Anh được bỏ qua bởi vì mắc bệnh viêm gan B, nếu không anh sẽ biến mất sớm hơn Jin U. Mặc dù cảnh sát Jin Seong không cứu được Jin U, nhưng anh ấy nhất định sẽ điều tra cái chết của Jin U. Anh cảm thấy Mary là một người mẹ sẽ có rất nhiều cách để tìm hiểu Jin U. Ví dụ trả thù, Mary cảm thấy mặc dù bà chưa từng làm một bữa cơm cho Jin U, cũng chưa từng vuốt đầu khen ngợi anh ấy, nhưng bà chưa từng quên Jin U, vốn dĩ bà vẫn đang đợi Jin U tha thứ cho bà và chấp nhận bà. Nhưng bây giờ Jin U đã rời khỏi thế gian, bây giờ cách duy nhất bà có thể làm cho Jin U chỉ có một. Sau đó bà đưa cho Jin Seong một tệp tài liệu, bên trong chính là thỏa thuận bí mật mà bà ký với bệnh viện Jin Jin. Mẹ của Yang Un đứng bên ngoài cũng phát hiện Mary hẹn gặp Jin Seong, mà chuyện này cũng do Mary cố ý để mẹ của Yang Un nhìn thấy. Mẹ Yang Un chỉ trích Mary rằng đời này chưa từng giữ lời hứa. Mary cảm thấy trong bản thỏa thuận không hề có nội dung liên quan đến việc Jin U bị hại, cũng không quy định bà không được phối hợp với cuộc điều tra của cảnh sát. Sau đó Mary nhắc lại một lần nữa về nội dung video trò chuyện được quay lén ngay trước mặt mẹ của Yang Un. Mẹ Yang Un hiểu rõ nội dung trò chuyện của bà và tổ trưởng Kim đã bị quay lén. Mẹ Yang Un trở lại xe đã kể cho tổ trưởng Kim. Mary đã đứng về bên phía đối phương, mà bà cũng biết con chuột nhắt trong nhà là ai rồi. Mẹ Yang Un trở về lập tức thẩm vấn người giúp việc trong nhà, có phải bị Ki Yang uy hiếp không? Người hầu nghe xong câu này thì lập tức quỳ xuống đất, cô ta cầu xin sự tha thứ của viện trưởng Yu. Lúc cô ta vừa đến làm việc thường xuyên bị mắng chửi bởi vì làm sai, Ki Yang lúc đó thường xuyên đi tới an ủi cô ta. Sau đó là vì mẹ của cô ta nằm viện mà anh cho cô ta một số tiền lớn để nộp viện phí, để báo đáp nên Ki Yang hy vọng người giúp việc có thể làm nội gián cho anh. Sau đó mỗi lần khi dọn dẹp, người giúp việc lén lút lắp đặt camera trong phòng sách. Thậm chí còn tình cờ nghe được rằng tổ trưởng Kim sẽ đi Ujin lúc 2 giờ và lén gửi tin nhắn cho Ki Yang. Jin Seong kể kế hoạch trả thù của Mary cho Go Ju, thế là mọi người mới biết để che giấu thân thế của Jin U mà bệnh viện Jin Jin đã cho tiền bịt miệng Mary. Với chứng cứ hiện tại đã đủ để bắt giữ tổ trưởng Kim và mẹ của Yang Un rồi, thế nhưng buộc phải để viện kiểm sát làm mới được. Lúc này Jin Seong nhận được một cuộc gọi, mẹ của luật sư Hong, cũng chính là bạn của mẹ Ki Yang đã đi du lịch trở về. Mẹ của luật sư Hong nói với Jin Seong rằng, bà và mẹ của Ki Yang năm đó là người mẫu của tập đoàn Jin Jin, chủ tịch lúc đó rất thích mẹ của Ki Yang. Nhưng không bao lâu bà ấy sinh Ki Yang, có lời đồn nói rằng chủ tịch là bố ruột của Ki Yang. Mà mẹ của Ki Yang cũng không hề phủ nhận, mẹ của Ki Yang sinh con chưa được bao lâu thì mất việc. Hai mẹ con sống trong một căn hầm, bà thường xuyên đến giúp đỡ họ. Sau đó chẳng bao lâu bà phát hiện mẹ của Ki Yang thường xuyên uống thuốc. Mẹ của Ki Yang nói rằng đây là thực phẩm chức năng do bệnh viện Jin Jin gửi đến. Nhưng bà cảm thấy mấy loại thuốc đó nhất định không tốt cho sức khỏe, bởi vì không bao lâu sau, mẹ của Ki Yang phải nhập viện vì ngộ độc thuốc, bác sĩ nói đó là thuốc độc. Bà cảm thấy chắc chắn do Jin Jin cố ý hạ độc mẹ của Ki Yang, nếu không sau lại bị ngộ độc thuốc chứ. Sau khi lo liệu tang lễ cho mẹ của Ki Yang xong, bà kể chuyện này cho Ki Yang. Bà cho rằng Ki Yang nên biết chuyện mẹ mình chết như nào, nhưng bây giờ bà rất hối hận vì lúc đó đã kể chuyện này cho Ki Yang. Nếu anh ấy không biết chuyện này thì sẽ không làm ra loại chuyện kinh khủng như thế, thậm chí cuối cùng cũng không phải bỏ mạng. Jin Seong mang nội dung trò chuyện của họ trở về đội điều tra, Go Ju lập tức phát hiện ra vấn đề quan trọng. Nếu Ki Yang muốn tìm mẹ của Yang Un để báo thù thì sao anh ấy lại tự vấn chứ? Jin Seong cũng cảm thấy Ki Yang sẽ không tự vấn. Người muốn anh ấy biến mất chính là mẹ của Yang Un. Nhưng nếu Ki Yang bị giết vậy kẻ hiểm nghi lớn nhất chính là viện trưởng Yu, nhưng nếu tự vấn thì sẽ không ai nghi ngờ bà ta. Sau đó Jin Seong hẹn Yang Un đến nhà Ki Yang. Anh nói với Yang Un rằng sở dĩ Ki Yang cố chấp nhằm vào anh, thật ra họ là anh em ruột. Mà hôm nay anh đến đây là để lấy DNA của Ki Yang, anh hy vọng Yang Un có thể làm xét nghiệm DNA.
Sau khi xem kết quả đối chiếu DNA thì Yang Un không còn bình tĩnh nữa, anh cầm kết quả giám định DNA đến tìm mẹ mình. Anh không hiểu vì sao bà không nói cho anh biết Ki Yang là anh trai của mình, có phải bà vẫn đang để ý đến trái tim của đứa em cùng cha khác mẹ khác hay không, nên mới để trung tâm chữa trị Jin Jin chăm sóc đặc biệt cho Ki Yang. Nhưng khi Ki Yang biết được kế hoạch của bà thì che giấu họ. Anh mất vài năm để chuẩn bị một kế hoạch báo thù tỉ mỉ này. Mẹ của Yang Un nói rằng bởi vì mẹ của Ki Yang là người mẫu của Jin Jin nên bà mới tốt bụng tài trợ bà ta. Từ nhỏ Ki Yang đã không được chăm sóc tốt nên cơ thể suy dinh dưỡng, là bà coi Ki Yang như con trai ruột của mình mà chăm sóc tỉ mỉ. Yang Un lại hỏi mẹ mình rằng rốt cuộc bà có can thiệp vào việc Ki Yang tự vấn không. Anh buộc phải biết mọi sự thật về việc này với tư cách là luật sư cố vấn của mẹ mình. Mẹ Yang Un lại nhấn mạnh rằng cho dù Ki Yang tự vấn hay bị giết hại thì đều là chuyện của đội điều tra và không liên quan đến bà. Bên phía cảnh sát, đội điều tra xem báo cáo DNA xong thì đang phân tích tình tiết vụ án. Nếu Ki Yang còn sống và bị bắt thì là một phiền phức với mẹ của Yang Un, dù là mối quan hệ anh em ruột thịt với công tố cha hay là chuyện mẹ của Yang Un. Muốn cây ghép tim của Jin U thì đều có thể bị bại lộ. Ông cảnh sát bắt đầu nghi ngờ Ki Yang thật sự chết rồi sao? Chỉ dựa vào một sổ hộ chiếu và chiếc điện thoại sao có thể phán đoán là Ki Yang được chứ? Cảnh sát bên cạnh giải thích rằng Cục Tìm kiếm Quốc gia đã tiến hành xác minh danh tính. Chứng cứ chỉ ra là Park Ki Yang. Ông cảnh sát lại hỏi tiếp rằng Cục Tìm kiếm Quốc gia dựa vào điều gì để xác định cái xác thiêu cháy chính là Ki Yang. Viên cảnh sát bên cạnh nói với ông rằng nhận dạng bằng răng. Ông cảnh sát lập tức nhận ra được mấu chốt của vấn đề. Bệnh viện cung cấp thông tin nha khoa có phải là bệnh viện Jin Jin không? Thế là mấy người lại phải điều tra lại từ đầu. Sau đó Jin Seong biết được thông tin răng cũng có thể được làm nhân tạo từ phía pháp y. Chỉ cần có phim chụp X quang răng của bệnh nhân thì có thể tạo ra một chiếc răng y hệt. Bệnh viện Jin Jin muốn tạo ra một chiếc răng y hệt gen biến đổi thì là chuyện rất dễ dàng. Jin Seong phát hiện phim chụp X quang răng của Ki Yang là từ 4 năm trước. Có lẽ anh ta đã đến nơi khác để khám nha khoa. Mọi người lập tức nhớ đến đồng bọn của Ki Yang lúc trước, tên bác sĩ nha khoa biến thái tên Mingu. Sau đó Jin Seong đến nhà tù để gặp Mingu và anh biết được từ phía hắn rằng hắn luôn điều trị nha khoa cho Ki Yang suốt mấy năm nay. Lấy được hai đoạn phim chụp X quang từ phòng khám của Mingu và bệnh viện Jin Jin cung cấp có sự khác biệt rõ ràng. Mà Mingu nói với Jin Seong rằng hai năm trước hắn điều trị răng sâu cho Ki Yang, cho nên rất rõ ràng bệnh viện Jin Jin đang dùng tư liệu cũ để tạo ra răng của Ki Yang, nên mới khiến họ tưởng rằng người chết trong đám cháy là Ki Yang. Jin Seong cảm thấy Ki Yang chưa chắc đã chết. Lúc ăn cơm trưa, ông cảnh sát nhắc đến kiểm soát ngoại hình và súp miso cam. Thế là Jin Seong nhớ đến hôm bắt giữ tổ trưởng Kim, trên bàn của ông ta có bữa sáng là sữa bò và dâu tây. Nhưng lúc họ chuẩn bị rời đi thì nhân viên quản lý của chung cư lại mang súp miso cam đến và nói rằng đưa bữa sáng tới cho tổ trưởng Kim, mà trùng hợp là mẹ của luật sư Hong từng nói rằng Ki Yang thích ăn món súp miso cam mà bà làm. Thế là Jin Seong biết được Ki Yang nhất định bị giấu trong căn hộ của tổ trưởng Kim, sau đó mấy người đến phòng bên cạnh của nhà tổ trưởng Kim. Jin Seong đã lấy được mật khẩu từ phòng quản lý trước đó. Jin Seong đi vào phòng thì nhanh chóng nhìn thấy một người đàn ông đang đứng trước ban công. Người này chính là Ki Yang mà họ cho rằng anh ta đã chết. Sau đó phía cảnh sát triệu tập tổ trưởng Kim đến hỗ trợ điều tra. Mà lệnh bắt giữ tổ trưởng Kim cũng được phê duyệt. Nhưng lệnh bắt giữ mẹ của Yang Un thì bị bác bỏ. Ban đầu khi Go Ju thẩm vấn, tổ trưởng Kim không hề trả lời bất kỳ câu hỏi nào. Đến khi Go Ju lấy cúc áo ra thì ông ta mới thừa nhận là của ông ta. Và ông ta thừa nhận mình đã giết Jin U, nhưng đó chỉ là sự cố lỡ tay ngoài ý muốn gây nên mà thôi. Hóa ra, bệnh viện Jin Jin đã biết phía cảnh sát xin lệnh bắt giữ từ trước đó. Do Mary phản bội nên chuyện ông ta hối lộ bà ta là chuyện hiển nhiên không thể chối cãi. Thế nên Yang Un đề xuất để một mình tổ trưởng Kim chịu trách nhiệm và thừa nhận là lỡ tay giết người. Như vậy mức án tối đa là 5 năm tù giam. Buổi phúc thẩm thứ hai lại nhắc đến chuyện vì giảm ảnh hưởng đến bệnh viện Jin Jin, cho nên ông ta đã nói dối. Như vậy có thể lật đổ những lời khai trước đó và chủ trương rằng không có chứng cứ trực tiếp chứng minh ông ta hại chết Jin U, thế là phủ nhận phán đoán phúc thẩm lần đầu tiên và được phán vô tội. Luật sư cũng cảm thấy đây là cách tốt nhất, tổ trưởng Kim nghe xong cũng chuẩn bị một mình chịu trách nhiệm mọi chuyện. Dường như Go Ju cũng đoán được tổ trưởng Kim sẽ nói như vậy, nên cô lấy đoạn video do Ki Yang quay lén cho ông ta xem. Khi tổ trưởng Kim và luật sư nhìn thấy đoạn video thì rất sửng sốt. Cuối cùng Jin Seong cũng tìm được Ki Yang và họ đăng nhập được vào tài khoản iCloud của anh ta. Bên trong có rất nhiều đoạn video quay lén liên quan đến viện trưởng Yu và tổ trưởng Kim phạm tội. Luật sư của tổ trưởng Kim bào chữa, đoạn video này được lấy từ hành vi phi pháp, không thể làm chứng cứ hợp pháp để thẩm vấn đương sự của ông ta. Go Ju nói rằng, mặc dù không có hiệu lực pháp luật, nhưng đoạn video này đủ để chứng minh viện trưởng Yu và tổ trưởng Kim đã lên kế hoạch mưu sát Jin U từ rất lâu rồi. Cô cho rằng hai người có mối quan hệ đồng phạm rõ ràng. Nhưng luật sư lại không cho là như vậy, ngược lại gạt bỏ tất cả chứng cứ có được từ điều tra phi pháp. Go Ju không hề để ý đến ông ta mà tiếp tục hỏi tổ trưởng Kim có phải viện trưởng Yu sai khiến ông ta bắt cọc Ki Yang không. Tổ trưởng Kim nói rằng ông ta không nhận được chỉ thị như vậy,
Mà theo như ông ta biết thì Ki Yang đã tự vấn rồi. Bên kia Yang Un cũng nhận được đoạn video mà mẹ anh bị quay lén. Anh nói rằng đội điều tra sẽ coi đoạn video này thành chứng cứ quan trọng trong tội giết người có chủ ý. Mặc dù đoạn băng này được lấy thông qua bên thứ ba, không có hiệu lực làm chứng, nhưng anh nghi ngờ bên phía công tố còn có manh mối quan trọng khác. Mặc dù lệnh bắt giữ của mẹ mình được bác bỏ, nhưng phía cảnh sát vẫn có thể triệu tập bắt giữ khẩn cấp. Anh vừa nói xong thì Jin Seong đã đẩy cửa xông vào phía cảnh sát bắt giữ khẩn cấp bà ta vì âm mưu giết Jin U. Vốn dĩ Jin Seong muốn dùng còng tay để còng viện trưởng Yu, nhưng anh suy nghĩ đến cảm nhận của Yang Un, nên cuối cùng Jin Seong bỏ còng tay xuống đến phòng thẩm vấn. Go Ju hỏi viện trưởng Yu rằng bà có chỉ thị người nào bắt cọc Ki Yang không. Viện trưởng Yu thấy vậy thì chỉ trả lời là không có. Go Ju tiếp tục ép hỏi bà ta rằng có phải đã biết mối quan hệ của Jin U, Ki Yang và Yang Un không. Viện trưởng Yu vẫn nhất quyết nói rằng bà ta không biết gì cả, mà bà ta sẽ càng không thừa nhận về kế hoạch nuôi dưỡng Ki Yang trở thành người hiến tặng tim cho Yang Un. Sau khi nghe câu trả lời của viện trưởng Yu, Go Ju mời tổ trưởng Kim vào phòng thẩm vấn. Sau khi cô xác nhận câu trả lời của họ thì quyết định mời nhân chứng bước ra. Nhân chứng chính là Ki Yang được Jin Seong tìm thấy. Hai người nhìn thấy Ki Yang bất ngờ xuất hiện thì hơi sửng sốt. Tổ trưởng Kim cảm thấy hổ thẹn khi thấy viện trưởng Yu đang nhìn mình. Hóa ra trước đó viện trưởng Yu đã bảo tổ trưởng Kim giết Ki Yang, nhưng tổ trưởng Kim lại có suy nghĩ khác. Vì thế ông tự ý giam giữ Ki Yang và bảo Ki Yang quay một đoạn video để ngụy tạo thành di thư. Bây giờ chuyện đến nước này, tổ trưởng Kim đành phải thừa nhận là ông ta bắt cọc Ki Yang, nhưng ông ta lại phủ nhận mọi chuyện này không phải do viện trưởng Yu sai khiến, ông ta định một mình chịu mọi tội lỗi. Nhưng Ki Yang lại nói rằng lúc anh ta bị giam giữ, rõ ràng tổ trưởng Kim đã nói là viện trưởng Yu bảo ông ta giết mình. Luật sư lập tức đứng dậy phản bác lời khai của tội phạm không đáng tin. Go Ju nói rằng ông sẽ tự quyết định. Sau đó tổ trưởng Kim lại tỏ ý rằng ý của viện trưởng Yu là để Ki Yang tự vấn, là do ông ta đã hiểu sai ý của viện trưởng Yu, tự ý bắt cóc Ki Yang và tạo ra hiện tượng giả anh ta tự vấn. Nhìn thấy tổ trưởng Kim một mình thừa nhận mọi tội lỗi, Go Ju bảo cấp dưới dẫn ông ta đi trước. Sau đó cô lấy một bản báo cáo kết quả xét nghiệm DNA và nói rằng đây là tài liệu mà họ tìm thấy trong máy tính xách tay của viện trưởng Yu, bên trong ghi chép rõ ràng về Ki Yang và Yang Un là anh em cùng cha khác mẹ. Hơn nữa còn một bản sao về việc Ki Yang trở thành người hiến tặng cho Yang Un. Không phải bà ta nói rằng mình không biết sao, vậy vì sao trong máy tính lại có những tài liệu này? Ki Yang tức giận chỉ trích chuyện viện trưởng Yu đã đối xử với mẹ mình, sau đó Go Ju lại gọi tổ trưởng Kim vào. Lúc này Go Ju bảo tổ trưởng Kim xác nhận ông ta thực sự chỉ vì lỡ tay nên mới giết hại Jin U sao. Nào ngờ tổ trưởng Kim vẫn quả quyết kiên định trả lời như cũ. Go Ju cũng không nhiều lời với ông ta nữa, cô đưa chứng cứ ra. Hóa ra Ki Yang đều có mặt tại hiện trường từ đầu đến cuối. Anh ta quay được cảnh tượng tổ trưởng Kim theo dõi Jin U. Đến cảnh tượng hành hung cuối cùng cũng quay được. Go Ju chất vấn tổ trưởng Kim rằng tất cả những hành động này là nhất thời lỡ tay sao? Đây rõ ràng là hành vi mưu soát. Go Ju lại hỏi tổ trưởng Kim rằng rốt cuộc chuyện hại chết Jin U có liên quan đến viện trưởng Yu hay không? Mà tổ trưởng Kim trung thành vẫn trả lời rằng không liên quan. Go Ju lại đưa ra một tệp tài liệu. Lần này là bản sao có nội dung trái tim của Jin U được cấy ghép cho Yang Un. Viện trưởng Yu đã biết Jin U và Yang Un là anh em cùng cha khác mẹ từ lâu rồi, cho nên bà mới nhờ bác sĩ Chu theo dõi Jin U. Nhưng cho dù đã có rất nhiều chứng cứ trong tay, công tố viên trưởng vẫn yêu cầu Go Ju thả người. Còn đội điều tra quyết định lập kế hoạch mới, họ phải tìm được chứng cứ phạm tội của viện trưởng Yu. Đối tượng tìm điểm đột phá của họ là ông Bae. Sau khi Yang Un nghe xong cuộc thẩm vấn của Go Ju thì không chịu nổi nữa. Anh hổ thẹn ra khỏi phòng giám sát thẩm vấn, chớp mắt liền báo cáo tin tức Ki Yang vẫn còn sống cho bộ trưởng biết. Yang Un cảm thấy cần phải cùng Ki Yang điều tra lại vụ án giết người hàng loạt. Lúc thẩm vấn, Yang Un nói với Ki Yang rằng lúc trước Min Gu chỉ khai rằng hắn giết vợ mình, còn những nạn nhân khác đều do Lee Seong Yeong giết, trong lúc đó hắn chỉ cung cấp tiền bạc. Yang Un hỏi Ki Yang rằng có đồng ý với cách nói này không. Ki Yang nói rằng sự thật chính là như vậy. Lúc đó người tố cáo Lee Jong trong khách sạn cũng là anh, trước đó anh từng đến Ujin và nhìn thấy Jin U đang mài dao. Vì thế anh ta nghĩ đến việc dùng con dao tiên tiến để phạm tội, để giá họa cho Jin U. Anh ta lợi dụng nỗi ám ảnh tâm lý của Jin U biến cậu trở thành kẻ cố chấp. Vì vậy một kẻ giết người hàng loạt cố chấp về cổ chân ra đời từ đó. Sau đó cuộc điều tra thẩm vấn kết thúc. Tiếp đó Yang Un tắt thiết bị giám sát dưới bàn. Yang Un hỏi Ki Yang rằng sau khi anh ta biết được kế hoạch của mẹ, vì sao lại không nói cho mình biết trước. Ki Yang cho rằng anh ta chỉ là một linh kiện mà Yang Un cần thôi. Anh ta chưa từng được sống cuộc đời của chính mình, cho dù anh ta nói cho Yang Un thì có thể thay đổi được điều gì chứ. Yang Un nhớ đến hồi nhỏ, khi anh đang chơi bóng chuyền thì bệnh tim đột phát và ngất đi. Chính là Ki Yang đã cõng anh đến phòng y tế. Từ đó về sau, trong lòng anh luôn coi Ki Yang là anh em. Ki Yang nói rằng mình cũng luôn coi Yang Un là anh em và cho dù làm điều gì cũng rất nghiêm túc để đạt được trình độ như Yang Un mà anh ta cũng muốn được mẹ kế yêu thương. Cho đến khi anh ta biết được mục đích của mẹ kế, vào khoảnh khắc đó mọi thứ đều trở nên vô nghĩa. Nhưng Yang Un cảm thấy chỉ cần anh ta nói với mình thì nhất định sẽ có cách giải quyết khác. Anh ta căn bản không cần đi tới bước đường này.
Khi Yang tức giận hét to rằng căn bản không còn cách nào khác, Yang Un vốn dĩ không biết rằng mẹ của anh và bệnh viện Jin Jin lợi hại đến mức nào. Sau khi Yang Un rời đi, Jin Seong đến phòng thẩm vấn. Jin Seong hỏi anh ta rằng quyết định báo thù từ bao giờ. Sau tang lễ của mẹ Ki Yang, bạn tốt của mẹ Ki Yang đã kể thân thế của anh ta và chuyện bệnh viện Jin Jin hạ độc mẹ anh ta. Sau đó Ki Yang cũng biết được từ phía bác sĩ là mẹ anh ta vẫn luôn uống thuốc giảm đau có chất gây mê. Nhưng bệnh viện không hề kê cho bà ấy loại thuốc nào như vậy. Mẹ anh chắc hẳn đã nhận được thuốc từ một bên khác. Sau khi anh lấy được báo cáo xét nghiệm DNA với Yang Un, ban đầu anh cho rằng đây là sự trả thù chồng ngoại tình của viện trưởng Yu. Cho đến ngày anh thi đỗ phóng viên, vừa đúng hôm đó, còi báo động về tình trạng tim của Yang Un trong bệnh viện vang lên. Khi Yang vốn muốn báo cho mẹ kế biết chuyện anh thi đỗ thì bất ngờ phát hiện anh trở thành kế hoạch hiến tặng nội tạng cho Yang Un trên máy tính của bà ta. Vì thế anh lén tải phần kế hoạch đó về, nhưng sau đó khi Yang phát hiện ngoại trừ anh ta thì còn một người hiến tặng khác cho Yang Un, đó là Jin U, hơn nữa trong đó còn có bản báo cáo của bác sĩ Chu. Vì thế anh ta cố ý đến Ujin để gặp cái người tên Jin U và anh ta nhân cơ hội đó lấy một sợi tóc của Jin U. Sau đó anh ta cũng làm xét nghiệm DNA, cuối cùng cũng như anh ta dự đoán, ba người đều là anh em ruột. Lúc đó anh ta lên kế hoạch vụ án giết người hàng loạt, chỉ là ngăn chặn Yang Un tiến hành ca phẫu thuật cấy ghép tim. Chỉ cần Jin U vào tù thì kế hoạch cấy ghép tim cho Yang Un sẽ bị trì trệ. Anh ta vốn định đợi Jin U vào tù, còn mình sẽ chạy ra nước ngoài để kế hoạch mà viện trưởng Yu chủ tính lâu năm thất bại. Bên phía Go Ju lại tiến hành thẩm vấn viện trưởng Yu, lần này cô tìm đến nhân chứng tên Mary. Khi Mary nhìn thấy bản hợp đồng mà Go Ju lấy ra thì nói rằng tổ trưởng Kim mang bản này đến khách sạn cho cô ta ký sau vài ngày kể từ khi cô ta gặp viện trưởng Yu. Luật sư ở bên cạnh nhấn mạnh rằng đương sự của ông ta không hề sai khiến tổ trưởng Kim đi bàn bạc hợp đồng này. Go Ju trực tiếp phát đoạn ghi âm, hóa ra lúc Mary ký bản hợp đồng đó đã cố ý nhắc đến viện trưởng Yu với tổ trưởng Kim mà nội dung trò chuyện của hai người đã bị ghi âm lại. Viện trưởng Yu không cách nào phủ nhận đoạn ghi âm này. Sau đó Go Ju nhận được thông báo công tố viên trưởng muốn gặp cô. Hóa ra công tố viên trưởng muốn cô thả người, nếu vẫn cần điều tra thì sau đó có thể điều tra bằng cách không bắt giữ. Mặc dù Go Ju không muốn đồng ý, nhưng cô đành phải đồng ý vì yêu cầu của bộ trưởng và công tố viên trưởng. Cô vừa trở về đội điều tra thì Jin Seong bảo cô đừng tức giận, bởi vì bây giờ họ có vũ khí càng mạnh hơn trong tay, đó là kế hoạch B của bệnh viện Jin Jin. Hóa ra lúc trước khi Yang từng điều tra Chris từng đầu tư vào bệnh viện Jin Jin là một bệnh nhân bị bệnh tiểu đường mãn tính, mà bản kế hoạch B là do anh ta hack máy tính của viện trưởng Yu để lấy. Jin Seong đoán rằng Chris đã quyên góp hàng chục tỷ won cho bệnh viện Jin Jin. Với chi phí này anh ta muốn bệnh viện Jin Jin tìm người hiến tạng phù hợp cho anh ta. Go Ju cảm thấy bệnh viện Jin Jin cần bao nhiêu thông tin thử nghiệm lâm sàng để tìm một người hiến tạng phù hợp với Chris đây. Nhưng khi Yang lại nói với anh rằng bệnh viện Jin Jin không chỉ cung cấp kiểm tra sức khỏe miễn phí hàng năm cho thanh thiếu niên, thậm chí còn cho những người có thu nhập thấp. Bọn họ muốn tìm một người phù hợp thì vô cùng dễ dàng. Sau một hồi phân tích, Jin Seong quyết định bắt đầu điều tra hai chàng trai trẻ trong danh sách của Chris. Mà ông Bae là hội trưởng của bộ phận chăm sóc và bảo vệ sức khỏe, ông ta chắc chắn đã cho bệnh viện Jin Jin rất nhiều điều kiện ưu đãi nên cần phải điều tra. Jin Seong tìm đến Lee Sang Min có tên trong danh sách hiến tạng, sau đó anh lại gặp người quản lý cấy ghép nội tạng. Sau khi điều tra, họ biết được hai chàng trai trẻ trong danh sách đều từng làm kiểm tra sức khỏe ở bệnh viện Jin Jin. Nhưng bây giờ họ không có chứng cứ chứng minh ông Bae đưa tài liệu cho bệnh viện Jin Jin. Vì thế họ quyết định lôi kéo và thẩm vấn ông Bae. Jin Seong tìm đến ông Bae và nói với ông rằng tổ trưởng Kim đã thừa nhận việc ông ta đặt tiền mặt vào chiếc hộp có rượu vang và bánh ngọt rồi để hối lộ ông ta. Quản lý bộ phận ghép tạng cũng thừa nhận bị ông Bae uy hiếp nên đã động chân động tay vào danh sách bệnh nhân đang chờ đợi cấy ghép tim. Sau đó Jin Seong bắt đầu uy hiếp và dụ dỗ ông Bae. Nếu ông ta không chịu hợp tác thì đến lúc đó có thể ngồi tù cùng con trai Min Gu của ông ta. Ông Bae chột dạ nên đã hỏi nếu ông ta hợp tác với cảnh sát thì được lợi gì. Nhưng họ không biết rằng cuộc trò chuyện của họ đã bị ông cảnh sát bên cạnh ghi âm lại bằng điện thoại trong túi. Bên phía Yang Un tìm đến bác sĩ chính điều trị Jin U năm đó. Anh muốn tìm hiểu tình hình thực của Jin U lúc đó. Bác sĩ nói với anh rằng ca phẫu thuật cắt sọ rất thành công, tình trạng hồi phục sau ca phẫu thuật cũng rất có hy vọng. Nhưng không biết vì sao lại vang lên chuông thông báo bệnh nhân nguy hiểm. Lúc đó cô bận rộn quay như trong chóng nên cũng không xác nhận kỹ. Bởi vì bệnh nhân nguy kịch thường sẽ xảy ra rất nhiều biến số. Sau đó Yang Un đến phòng camera của bệnh viện Jin Jin và lấy video giám sát phòng bệnh Jin U lúc đó. Chuyển cảnh tòa án triệu tập tòa xét xử vụ giết người hàng loạt của Min Gu. Yang Un nêu tội danh của Min Gu trước tòa. Anh khẩn cầu tòa án phán xử Min Gu tội tử hình. Mọi người trong tòa án đều bàn luận sôi nổi. Ông Bae ở bên cạnh nhìn về phía Jin Seong và gật đầu. Sau đó Yang Un lại nêu tội danh của Ki Yang. Anh đưa ra đề nghị tòa án cũng phán xử Ki Yang tội tử hình. Jin Seong nhìn thấy tình hình này lén lút gửi tin nhắn cho Go Ju, xác nhận ông Bae sẽ ra tòa làm nhân chứng. Bên khác, viện trưởng Yu đến trại tạm giam gặp tổ trưởng Kim. Vừa đến, tổ trưởng Kim đã xin lỗi bà vì việc tự ý giam giữ Ki Yang. Viện trưởng Yu cũng không trách ông ta. Ngược lại, bà càng hiểu rõ mối bận tâm mà tổ trưởng Kim dành cho Yang Un. Tổ trưởng Kim hỏi viện trưởng Yu rằng ông ta là người đáng để tin tưởng hay là người thân thiết.
Viện trưởng Yu tỏ ý rằng rất khó chọn một trong hai, tổ trưởng Kim cảm thấy là sự tin tưởng. Nếu rời xa nhau thì tình cảm sẽ nhạt dần, nhưng niềm tin thì không có khoảng cách. Ngày hôm sau, tòa án bắt đầu tiến hành phiên tòa của vụ án Jin U. Người đầu tiên làm chứng là bác sĩ Chu, ông ta thừa nhận mình bị tổ trưởng Kim sai khiến theo dõi Jin U và thường xuyên lấy lý do kiểm tra sức khỏe để giám sát sức khỏe của Jin U, đặc biệt là vấn đề sức khỏe về tim. Ông ta từng nợ bệnh viện Jin Jin một ân tình vì sự cố y khoa. Lúc đó tổ trưởng Kim nói với ông ta rằng vì nghiên cứu lâm sàng nội tạng nhưng cuối cùng lại hại Jin U chết thảm. Ông ta cảm thấy cả đời này không rửa sạch tội ác của mình. Sau đó Go Ju nộp bản báo cáo việc bác sĩ Chu theo dõi và ghi chép tin nhắn dụ dỗ Jin U đến bờ biển cho tòa án. Sau đó là phần chất vấn bị cáo, tổ trưởng Kim. Go Ju đưa ra video tổ trưởng Kim tấn công Jin U. Trong đoạn video có thể nhìn thấy rõ ràng người tấn công Jin U là tổ trưởng Kim. Đoạn video này là nhân chứng tại hiện trường quay lại vào lúc xảy ra án mạng. Lúc đó bị cáo Kim đang chờ đợi đi theo sau Jin U. Sau đó tấn công giết chết Jin U. Đây rõ ràng là mưu soát có chủ ý. Sau đó Go Ju lại phát một đoạn video khác. Chính là video tổ trưởng Kim dặn dò thuộc hạ bắt cóc Ki Yang. Cô hỏi tổ trưởng Kim rằng vì sao lại bắt cóc Ki Yang. Có phải Ki Yang cũng là người hiến tặng tim cho Yang Un mà họ chuẩn bị không? Tổ trưởng Kim im lặng không nói trước lời chất vấn của Go Ju. Go Ju ép hỏi ông ta rằng giết hại Jin U và bắt cóc Ki Yang có phải đều để cứu Yang Un không? Mà tổ trưởng Kim cuối cùng cũng thừa nhận việc này, người được hỏi chính là Mary. Go Ju hỏi bà ta rằng vì sao lúc ký bản thỏa thuận lại ghi âm. Mary giải thích rằng bệnh viện Jin Jin là một khoảng cách không thể chạm vào với một người bình thường. Cho dù bà biết con trai mình vô tội và bị chết thảm nhưng một người mẹ không có quyền thế như bà chẳng làm được gì cả. Chuyện duy nhất bà ta có thể làm cho con trai là ghi âm lại chứng cứ bọn họ phạm tội, mà Ki Yang trở thành nhân chứng cho vụ án này cũng được đưa lên tòa. Go Ju hỏi Ki Yang rằng vì sao lại giết người hàng loạt. Ki Yang bày tỏ rằng mục đích của anh ta là báo thù viện trưởng Yu. Anh ta và Jin U cùng với Yang Un là anh em cùng cha khác mẹ. Đối với mọi người, có chung một thứ đó là thời gian, chẳng ai thể đoán trước được mình sẽ chết lúc nào. Nhưng anh và Jin U lại khác, bởi vì để cứu con trai Yang Un mà viện trưởng Yu đã đặt sẵn ngày chết của bọn họ. Mặc dù viện trưởng Yu tài trợ những người nghèo như anh ta, quan tâm anh ta, coi anh ta như con trai, nhưng đằng sau lòng tốt và sự chăm sóc này lại có mục đích vô cùng đáng sợ. Anh cầu xin tòa án có thể phán quyết công bằng. Sau đó Go Ju bắt đầu chất vấn Lee Sang Min, anh ta từng tự túc chi phí kiểm tra sức khỏe. Cho đến khi bệnh viện Jin Jin liên hệ với anh ta, họ cho biết có khám sức khỏe miễn phí cho người có việc làm. Mà Go Ju cũng chỉ ra trong bản báo cáo kiểm tra lại có mục kiểm tra nội tạng bắt buộc, bình thường mục này sẽ không xuất hiện trong kiểm tra toàn diện. Mà trong lúc mọi người không rõ tình hình, nó được liệt vào danh sách người hiến tặng của nhà giàu tỷ phú Chris và anh ta cũng là người phù hợp nhất trong danh sách. Hiển nhiên đằng sau che giấu một âm mưu cực lớn, mà ngay sau đó Go Ju triệu tập Yang Un làm nhân chứng. Yang Un nói ra lý do anh trở thành nhân chứng, mặc dù anh biết mẹ mình rất yêu mình, nhưng sau này anh định sẵn phải sống trong đau khổ, cho nên anh bảo mẹ mình lựa chọn nhận tội đi. Yang Un ra tòa làm chứng đã gián tiếp xác thực mọi hành vi của viện trưởng Yu, mà lúc Go Ju bắt đầu thẩm vấn viện trưởng Yu thì đối phương vẫn không thừa nhận tội danh của mình. Thế là Go Ju lấy ra đoạn video giám sát phòng bệnh trước một ngày khi đưa ra kết quả Jin U bị chết não. Sau khi mọi người nghe thấy lời của Go Ju thì lập tức hoang mang, luật sư biện hộ lập tức đưa ra yêu cầu video này không nằm trong mục lục chứng cứ, không nên đưa ra tòa làm chứng, tòa án quyết định tạm dừng để thảo luận. Hóa ra video trong phòng bệnh do chính Yang Un đưa cho Jin Seong. Sau khi xem xong đoạn video, lúc anh phát hiện máy thở của Jin U do mẹ mình tắt, thì vốn định vứt đoạn video đi, nhưng cuối cùng anh vẫn không làm được. Anh đành phải gọi điện cho bố mình, chủ tịch cha trở về nhà nhìn thấy Yang Un đang đau khổ. Ông rất hổ thẹn, Yang Un không biết lựa chọn bây giờ của anh đúng hay không. Nhưng chủ tịch cha nói rằng con cái có thể ích kỷ với bố mẹ. Con không nên cảm thấy tội lỗi, ông ta và viện trưởng Yu sẽ không oán hận bất kỳ người nào. Đây vốn là chuyện họ nên chịu trách nhiệm, ông ta bảo Yang Un hãy giữ vững cuộc đời của mình, làm chuyện mà mình cảm thấy đúng. Vì thế, anh đưa đoạn video cho Jin Seong, lương tâm của anh đã dẫn dắt anh buộc phải làm như vậy. Sau khi kết thúc buổi tạm nghỉ, tòa án tuyên bố chấp nhận đoạn video mà cảnh sát cung cấp làm chứng cứ. Tòa án cho chiếu nội dung video. Viện trưởng Yu trong video tắt máy thở của Jin U đối diện với bằng chứng rõ ràng như vậy. Viện trưởng Yu cuối cùng cũng thừa nhận bà ta mưu hại Jin U. Go Ju cho rằng bất kỳ quyền lợi và địa vị giàu có đều không có quyền tước đoạt sinh mạng của người khác. Nếu sinh mạng của người bình thường trở thành đồ vật của người có quyền có thế, thì thế giới này chính là địa ngục nhân gian. Vì thế cô đề nghị tòa án phán quyết tổ trưởng Kim và viện trưởng Yu với tội danh cao nhất. Đó là tử hình, viện trưởng Yu cũng bày tỏ lời chăn chối. Bà ta bày tỏ rằng vô cùng có lỗi với Jin U và người nhà của anh ấy, nhưng bà ta không muốn cầu xin lời tha thứ của họ. Bởi vì bà ta biết rõ chuyện này không thể thành công, thời gian bà dành cho Ki Yang cũng rất nhiều nhưng đều không phải đạo đức giả mà là thật. Bởi vì trong lòng mỗi người không thể có một loại tâm trạng. Nhưng tâm nguyện duy nhất của bà là cứu con trai Yang Un của mình, mặc dù bà ta đã đi con đường sai trái. Nhưng vì là một người mẹ nên bà ta phải đi tiếp con đường đó, chỉ cần con đường này có thể cứu con trai bà ta. Bà ta không hối hận vì cứu Yang Un bằng cách này, đồng thời,
Bà cũng đồng ý chấp nhận nỗi đau đớn như trong địa ngục. Cuối cùng tòa án phán quyết bị cáo Kim và viện trưởng Yu cùng giết hại Oh Jin-woo và vi phạm hai lần phương pháp chữa trị với mức án tù chung thân. Mà vụ án liên quan đến bệnh viện Jin-jin bắt đầu lan rộng sang giới chính trị và tư pháp bởi vì ông Bae nhận hối lộ hàng tỷ won nên bị cảnh sát bắt đi. Thời gian trôi qua một năm, viện trưởng Yu trong tù luôn nhận được thư của Yang-un mỗi tuần. Mà những bức thư này đều được bà nhận hết nhưng chưa từng đọc một bức nào. Bộ phim đến đây là kết thúc.